mình thật chứ. Chẳng hiểu tại sao bố của mình cứ bắt mình phải xem mắt ở mấy cái chỗ khỉ ho cỏ gáy như này nữa. Trời ơi. Nhìn cái gì mà nhìn. Này, cô có biết cô mà ngã vào cái xe rùa này của tôi là hỏng luôn cả xe không hả? Ôi trời đất ơi, xe của anh là cái gì mà bẩn thế hả? Anh có biết là bộ quần áo mà anh vừa đụng phải với cả cái xe mà anh suýt đâm ấy là hết bao nhiêu tiền không? Có khi anh bán cả nhà đi cũng không đền nổi đâu nhá. Đền cái gì mà đền? Xe của người ta là chở phân. Bẩn đâu mà bẩn. Phân này để bón vào ruộng, bón vào vườn. Cô kêu bẩn không liên quan đến cô thì cô đừng có nói thế. Ôi trời ơi, kinh thế, anh bị điên à? Kinh cái gì mà kinh? Này, cô biết phân nó là cái gì không? Đúng là kiến thức hạn hẹp thì lại còn nói lắm. Này, anh thấy con gái nhà người ta bị như này mà anh không thèm hỏi han quan tâm cái gì à? Thế có chuyện gì thì cô nói nhanh lên để tôi có đi làm. À thì xe của tôi ấy, tôi đi đến đây thì tự nhiên chẳng hiểu sao nó bị chết máy. Tôi gọi cho cứu hộ rồi nhưng mà phải một lúc lâu nữa người ta mới đến cơ. Thế thì anh có biết là ở gần đây có cái chỗ sửa xe nào không? Cho tôi đến sửa xe gara ô tô ấy. Được rồi, cô đưa chìa khóa ô tô đây, tôi xem cho. Cái gì cơ? Anh mà cũng biết lái xe ô tô á? Tôi tưởng là anh chỉ biết cưỡi con trâu thôi chứ. Này, thế cô có biết con trâu là con gì không hả? Cô nghĩ nông dân như tôi không biết lái ô tô à? Quê tôi á, lái máy cày suốt, ô tô khác cái gì? Cô sợ bẩn xe của cô đúng không? Rồi. Này, đúng là kênh kiệu thật. Chẳng hiểu tại sao bố mình lại có thể bắt mình xem mặt với người này được cơ. Này, cô xuống đẩy giúp tôi cái xe đi. Cái gì? Tôi đẩy xe á? Anh nằm mơ. Nhanh lên, cô đi ra đẩy đi. Đỗ ô tô đầy lâu ấy, lát nữa con trâu quản húc đấy. Tôi vừa mới phát hiện ra một điều. Đấy chính là máy cày ở quê tôi nó khác với là xe ô tô này. Cái đồ nhà quê này. Này, nhưng mà tôi sẽ giúp đỡ cô. Bởi vì là tôi biết ở gần đây ấy, có một hàng sửa xe. Nhưng mà người thành phố như cô ấy thì phải xì tiền ra thì tôi mới nói. Tôi làm gì có tiền mà cho anh cơ chứ. Với cả xe này ấy, tôi cũng chỉ đi thuê thôi. Chắc là lát nữa tôi phải đợi cứu hộ đến rồi. Tôi cũng chỉ làm vườn như anh thôi. Chắc chắn là hắn ta thấy mình sang chảnh nên là định moi tiền đấy mà. Đừng có mà mơ. Tưởng thế nào, hóa ra như nhau cả thôi. Tiếp tục đứng đây đợi đi nhá. Trời đất ơi, mình không biết là mình còn gặp mấy cái chuyện kinh khủng gì hơn ở cái chỗ khỉ ho có gái này nữa. Cái tên kia ấy, nhìn cũng hơi phè một tí, nhưng mà chắc là hắn ta cũng là người tốt. Này, tôi bảo bây giờ anh cho tôi ở cái nhà của anh nhá, tại vì tôi cũng không biết đi đâu cả. 300k một tiếng. 150, chốt đi. Cái gì? Cô ta chính là người mà gia đình anh giới thiệu để anh xem mắt đấy hả? Nhưng mà nhìn cô ta như vậy chả hợp với anh gì cả. Mà cô ta không nhận ra anh à? Chắc là nhìn anh ở bên ngoài trông không đẹp trai như trên ảnh, thế cho nên là cô ta không nhận ra đâu. Thôi nó bé thôi, kệ đi. Trời đất ơi, cái bộ quần áo xấu như thế này mà cũng mặc được. Thế này mà cũng mặc á? Lại còn không thơm nữa chứ. Mà sao mọi người lại ăn như thế này? Mọi người ăn thế này thì làm gì mà có đủ chất? Ít nhất đi thì cũng phải có thịt chứ. Thưa cô, trên người cô có cái gì bây giờ mà cô kênh kiệu thế hả? Quần áo thì đi mượn, xe thì đi thuê, nhà thì ở nhờ.
Cô ăn không? Không ăn thì cô giao cho khác. Thôi chết rồi, mình phải gọi điện lại cho cái tên mà mình đi xem mặt mới được. Hắn ta không thấy mình đến mà cũng không thèm hỏi han quan tâm mình một câu. Mình phải gọi điện để mà từ mặt, không có xem xét gì hết. Hóa ra là anh à? Cô phát hiện ra rồi à? Tôi anh cố tình chơi tôi đúng không? Tôi biết ngay mà. Mấy cái người mà bỏ nhà ra đi thì đầu óc đúng là không bình thường. Tự nhiên bỏ nhà ra đi sao lại đi làm nông làm ruộng? Tôi nói cho anh biết nhá, chẳng qua là tôi nể tình bố mẹ nên là tôi mới đến đây để mà xem mặt với anh thôi. Còn chuyện của chúng ta ấy thì anh đừng có ở mơ. Này, cô đừng có man nói quá đáng nhá. Thôi, nói chung là một lát nữa tôi sẽ gọi xe đến và người ta sẽ kéo xe của tôi đi. Từ bây giờ đến lúc đấy tôi sẽ ở tạm ở đây. Mọi người đừng có làm tôi bực mình đấy. Em kệ cô ta đi. Dù sao thì sau ngày hôm nay không gặp mặt nữa đâu. Em không vì gì phải chấp nhận mấy kiểu tiểu thư vớ vẩn của cô ta đâu. Đúng rồi. Đúng là một ngày xui tận mạng mà. Nó không chết, nó vẫn an toàn về nhà. Chúng mày làm ăn thế à? Cậu bảo là cậu đã dở trò với chiếc xe của nó rồi. Tại sao bây giờ nó vẫn bình an vô sự? Cậu có biết là cậu đã làm lỡ mất cơ hội để trừ khử nó rồi không? Để nó bị tai nạn, ra đi ở cái nơi khỉ ho cò gáy đấy là cách đơn giản nhất mà không bị ai nghi ngờ cả. Chúng ta phải trừ khử được nó. Có mỗi như thế thôi mà cậu cũng không làm được à? Tôi trả tiền cho cậu để bây giờ cậu làm như thế à? Đúng là nuôi lúc ăn hại. Nó mà không chết, chúng mày liệu thế chỗ của nó đi. Trời đất, chẳng nhẽ anh lại căm ghét mình đến mức vậy sao? Uổng công lúc nào mình cũng coi anh ấy là anh trai ruột của mình. Mặc dù anh ấy là con riêng của mẹ kế. Thế mà bây giờ chỉ vì tiền mà anh ấy sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Không được rồi, chuyện này mình phải nói cho bố biết sự thật. Nhưng mà cũng không ổn. Phải mất một thời gian rất dài bố mới có thời gian để mà đi nghỉ dưỡng, đi du lịch như vậy. Chẳng nhẽ mình lại làm phiền bố chuyện này à? Dù sao thì bố cũng rất tin tưởng anh ta nữa. Thôi được rồi, nhưng mà dù sao ấy thì mình cũng không thể nào ở cùng với anh ta được. Chỗ đấy tuy là có hơi nghèo nàn một chút, nhờ bù lại thì những thứ khác cũng ổn. Cái tên ngạc nhiên chưa? Sao cô lại ở đây? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Thời gian sắp tới tôi muốn là sẽ bồi đắp tình cảm với cả anh, nên là tôi quyết định ở đây. Dù sao ấy thì chúng ta cũng không thể nào mà phụ lòng người lớn được, đúng không? Làm sao mà như thế được? Không thể nào. Như thế thì còn giang thể thống gì nữa. Tôi với cô ấy không phù hợp với nhau, nên chẳng có cái gì cần phải bồi đắp ở đây cả. Chẳng nhẽ là anh nghĩ là tôi có tình cảm với cả anh thật đấy à? Không phải đâu má. Chẳng qua là tôi đã nhìn chung cái chỗ này, một cái không gian yên tĩnh, thanh bình, rất là thích hợp để cho tôi nghỉ dưỡng, xả stress. Anh yên tâm đi, tôi ở nhớ ấy, thì chắc chắn là tôi sẽ trả tiền thù lao cho anh rồi. Anh yên tâm, anh ký kết với cả tôi ấy thì anh không sợ thiệt đâu. Này, cô đừng nói với cả tôi ấy, là cô ở ngoài kia cả đêm, mũi nó sơi cô đúng không? Nói chung ấy, nói chung là anh có cho tôi ở hay không?
không cho ấy thì cho, mà cho thì cho. Tất nhiên là tôi không cho rồi. Làm sao mà tôi có thể chấp nhận một người tiểu thư hạch sách như cô ở đây được? Cô không phù hợp ở đây đâu, tốt nhất là cô đừng ở. Mà này, thế cô về nhà có chuyện gì hay sao? Chuyện gì là chuyện gì? Nói chung ý là từ bây giờ tôi sẽ ở đây, xong rồi tôi đi làm với anh nhá. Thôi được rồi, nếu như cô muốn ở đây ý, thì cô cứ ở đi. Nhưng mà cô đừng dở cái thói tiểu thư hạch sách ra là được. Thôi, bây giờ cô vào nhà đi, tôi đi làm đây. Không, từ bây giờ ấy, anh cho tôi theo với, tôi sẽ đi lao động sản xuất với cả mọi người luôn. Anh Minh Long, ra vườn thôi, anh còn ở đây làm gì? Ơ, sao chị ta vẫn ở đây? Sau này tôi sẽ đi làm cùng với mọi người nhá. Hay thôi, mình đợi cô ta thay đồ, rồi cùng ra vườn làm nhá. Anh đang tự làm khó mình đấy. Anh không thích cô ta thì còn để cho cô ta ở đây làm gì? Thôi, cứ để cho cô ta ở đây một vài ngày đi. Anh nghĩ là cô ta đang có chuyện gì đấy. Mình sẽ giúp cô ta coi như là bình tâm lại một chút. Úi trời ơi. Này, đây không phải đi đánh gôn đâu. Cầm lấy cái cuốc đất đi. Không biết làm đúng không? Lại đây. Nào, bây giờ ấy, đây này, đây là cái cuốc, cào đất đi. Cả khoảng đất trống này ấy, cô cần phải đào nó lên. Làm đi. Đây, tôi làm. Nhìn nhá. Này, cô nhìn này, cô cầm này. Đấy, cầm chắc này, cầm thấp xuống. Này. Ồ, đó. Rồi, làm thử đi. Thôi, đưa đây tôi làm chứ. Cô khuốc thế thì bao giờ mới xong? Thật ra là tôi cứ làm thử một lúc là sẽ quen đấy mà. Thôi được rồi, bây giờ cô đứng đây với cả Linh nhá. Tôi sang vườn rau bên kia một chút việc. Anh Minh Long chắc là nể mặt gia đình cô lắm nên mới để cô ở đây như thế này đấy. Anh đi về quê là để tránh phiền phức, tránh thị phi. Mong là cô ở đây đừng có làm phiền anh ấy. Mong là cô ở đây đừng có để cho anh ấy mệt mỏi thêm. Tôi cũng đâu phải là người không biết điều như vậy đâu. Mọi người đừng có đi đâu cũng xua đuổi tôi như vậy chứ. Thôi được rồi, cô đi ra ao xách nước về để tưới cái luống cây bên kia đi. Chỗ này để tôi làm nốt cho. Cái gì cô? Cả một cái khu đất rộng như thế này, thế mà lại không có hệ thống tưới nước tự động á? Mà chúng ta phải tưới nước bằng tự thân như vậy sao? Thì có. Nhưng mà hôm nay nó hỏng nên tạm thời hôm nay cô đi xách nước về tưới đi. Không lẽ cô nghĩ ở đây cái gì cũng không cần phải động tay vào như ở nhà cô ấy hả? Thôi được rồi, để tôi đi. Điệu điệu ẻo ẻo là là. Ngước cả mắt. Trời ơi, chưa có hôm nào mà tôi đói như là hôm nay. Tại sao có mỗi công việc tưới cây thôi mà cũng mệt thế nhở? Tưới cây tưới rau là cái việc đơn giản nhất rồi. Cô chỉ cần chắc là lần đầu tiên làm nên là chị chưa quen. Ai lần đầu làm chả thế. Ở nhà có khi chị ấy chả phải động tay vào giọt nước nào ấy chứ. Em không biết làm là đúng. Cũng may mắn thật. Hôm nay ấy, món ăn không phải là toàn mỗi khoai với cả đậu như là mấy hôm trước. Có cả thịt rồi này. Nông sản đang gặp khó khăn. Cô ăn tạm đi. Đây, cô thử món này đi. Không ngon đâu. Tôi không lấy cái gì cả. Tôi không lừa cô mà đúng không? Cảm ơn em nhé. Em ăn đi. Cho tôi xin bát cơm. Sới đầy rồi nhé. Thank you.
cảm ơn nhá. Ra đây ngồi ăn mạch một mình đấy ạ. Tại sao lại không mì vào giờ này cơ chứ? Thì bởi vì sao? Tối nay tôi nhường cơm cho cô ăn, thế cho nên là bây giờ tôi đói phải ăn bù chứ sao nữa. Không ngờ cô lại ăn dã man đến mức đấy đấy. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn anh ăn ấy, tôi cũng thấy đói rồi. Cô ăn đi, cho cô đấy. Nhìn cô thế này, đúng là không ai có thể nhận ra được cái dáng vẻ tiểu thư đỏng đảnh của cô đâu. Thì tôi đang cố gắng để anh không cảm thấy phiền phức còn gì. Thế cô tính ở đây luôn đấy à? Tôi thấy là cũng không tồi mà. Bây giờ nhá, tôi sẽ tập dần để mà làm công cho anh. Xong rồi sau này có thể là tôi sẽ mua một mảnh đất nữa, rồi ở đây cùng với anh trồng trọt. Vậy bây giờ cô nói đi, cô buồn chuyện gì? Gia đình của cô áp lực lên cô chuyện gì đó? Cô tâm sự với tôi đi, biết đâu được rằng lý do của tôi và cô giống nhau đấy. Tôi cũng không biết là làm cách nào để tôi có thể vượt qua được cái nỗi buồn, cái sự thất vọng với cả cảm thấy tủi thân như thế này nữa. Anh biết không, đột nhiên tôi nhận ra được là có một người, tất cả mọi lời nói và hành động của người ta đối xử với tôi ấy, cũng chỉ là lừa dối, lừa gạt và muốn lợi dụng, trục lợi từ tôi mà thôi. Cái cảm giác đấy nó thật sự là đáng sợ. Tôi không biết là anh có tin hay không, nhưng mà có một người muốn ám sát tôi đấy. Tôi cho cô lời khuyên này, trốn chạy không phải là giải pháp tốt để mình giải quyết mọi chuyện đâu. Đôi khi cô cần phải đối diện để cho bọn chúng sợ hãi. Thế cho nên là âm mưu xấu xa của bọn họ ấy sẽ không bao giờ làm được, hiểu không? Thật ra là tôi không có muốn lật tẩy cái âm mưu nào hết. Tôi chỉ muốn tất cả mọi người có thể sống yên bình, bình thản với nhau, cho dù đấy là giả tạo cũng được. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi sẽ có thể sớm bình tĩnh lại và không làm phiền anh nữa. Mà anh bảo là tôi không được phép trốn chạy, thế chẳng nhẽ anh đang sống ở đây như thế này không phải là trốn chạy hay sao? Đây là tôi đang đối diện đấy chứ. Tất cả những gì tôi đang làm, đây chính là tôi đối diện với nỗi nhớ mẹ tôi. Bà ấy đã mất rồi, và ước mơ duy nhất của bà ấy có thể phát triển được nông sản. Và tôi chọn về đây để tôi nối nghiệp mẹ tôi. Còn anh trai tôi thì nối nghiệp công ty bố. Hóa ra là tất cả mọi người đều ủng hộ anh à? Họ không phản đối được thì việc họ làm đó chính là ủng hộ chứ còn gì nữa. Dù sao thì họ cũng là người nhà của tôi mà. Ngưỡng mộ thật đấy. Cô không cần kể thì tôi cũng đã được sơ sơ câu chuyện của cô là gì rồi. Tôi ở đây để bảo vệ cô, thế cho nên là có bất cứ chuyện gì cô hãy chia sẻ với tôi nhé. Yên tâm đi, cô sẽ không biến mất được khỏi đây đâu. Hôm nay em ra ngoài vườn với Tường San mà, cô ấy đâu rồi? Em để cô ấy ở lại tưới nước. Sau đấy em đi ra ngoài xem khách người ta đến, người ta mua cà rốt. Quay lại thì không thấy cô ấy đâu. Em tưởng cô ấy về rồi.
Cô ấy đi đâu được nhỉ? Anh đang lo lắng cho cô ta đấy à? Đừng nói là anh thích cô ta rồi đấy nhá. Anh nên nhớ, cô ta cũng chỉ là đến đây ở một thời gian thôi. Anh nghĩ cô ta chấp nhận ở đây mãi hay sao? Hai người căn bản là cũng không hợp nhau đâu. Có khi cô ta bỏ về nhà cô ta rồi cũng nên đi. Thôi đi, em cứ nói linh tinh cái gì không biết. Cô ấy ở đây thì đương nhiên anh phải chăm sóc cô ấy rồi. Anh chỉ đang lo cô ấy đi lạc ở đâu không ấy thôi. Chứ còn anh nghĩ cô ấy không bỏ đi đâu. Nếu cô ấy đi, chắc chắn cô ấy sẽ nói với anh một câu. Thôi, để anh đi tìm cô ấy đã nhá. Anh cứ đi tìm đi. Có tìm thấy cũng chưa chắc cô ta còn sống đâu. Bảo cô ta ở đây tưới nước mà cô ta lại đi đâu rồi ta? Sao mũ và dép của cô ta lại rơi ở dưới ao thế kia? Tường San! Tường San! Cô ta đây đi! Đừng có mà dọa tôi! Không được, mình phải gọi cho Minh Long. Mà giờ này gọi thì có ích gì chứ? Nếu như mà cô ta biến mất, chẳng phải như vậy là tốt nhất hay sao? Minh Long sẽ không thể có tình cảm với cô ta. Anh Minh Long, em tìm mãi mà không thấy chị ấy đâu cả. Tôi đây rồi. Không may tôi bị ngã xuống ao thật. May mà gặp được một cái bác, xong rồi bác hãy kéo tôi lên đấy. Rồi á, hai bác cháu tôi phải kéo xe bò đẩy về nhà. Cái bác gì mà trông gầy gầy, cao cao ấy. May quá, chị không sao. Linh, anh hỏi em, tại vì sao lại bảo Tường San đi xuống dưới ao để lấy nước để tưới, trong khi nhà của mình có hệ thống nước sạch tự động tưới rồi? Em làm như thế là em đang gây ảnh hưởng đến cô ấy, và cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến nông sản nhà mình đấy, em có biết không? Tôi tưởng là hệ thống nước bị hỏng. Linh, nói đi, em đang làm cái trò gì đấy? Em đang toan tính điều gì? Em thì có thể toan tính điều gì được chứ? Anh đã nghi ngờ em đấy à? Anh quên là lúc anh khó khăn nhất, ai là người ở bên cạnh anh? Ai là người tình nguyện ở bên cạnh anh? Vậy mà bây giờ anh vì cô ta mà nghi ngờ em à? Linh! Này, tôi nghĩ là anh hơi nặng lời với cô ấy rồi đấy. Anh mau đi xin lỗi cô ấy đi. Còn cô nữa đấy, từ đợt sau tôi cấm cô ấy, cô làm gì cô phải hỏi tôi. Cô nghe rõ chưa? Tôi không cho phép ai được bắt nạt cô, và tôi càng không cho phép cô gặp bất cứ chuyện gì khi cô ở đây với tôi. Cô ở đây với tôi ít nhất cô phải được an toàn, cô hiểu chưa? Này cô, có vẻ như con bé không ngã xuống ao đúng như tôi sắp xếp nhỉ? Anh là... Tôi và cô cũng giống như nhau. Chúng ta đều có chung một mục tiêu là muốn nó biến mất. Đấy, nhìn tôi như thế, dọa tôi hết cả hồn rồi. Anh Minh Long ra vườn rồi à? Hai người vẫn chưa chịu làm hòa với nhau à? Có gì mà làm hòa chứ. Anh Minh Long nhờ tôi cầm túi trứng này sang cho bạn anh ấy. Mấy hôm nay anh ấy đang đau đầu, vụ hợp tác làm ăn. Cô cầm đi hộ anh ấy luôn cũng được. Nhưng mà tôi không biết ở đâu cả. Ngay đằng sau nhà văn hóa. Cô cứ đi đi rồi hỏi tiếp. Này, cô mang đi luôn đi. Cũng được.
Anh Dương ơi, anh Dương, anh Long có mang một ít trứng gà qua cho anh đây ạ. Đi đâu rồi ta? Thôi kệ vậy, mình cứ để tạm trứng gà ở đây, xong rồi tí nữa bảo với anh Long là nhắn qua cho anh ấy là được. Hóa ra em là em gái mà thằng Long để ý à? Anh trai của em nói đúng, em xinh đẹp thật. Lần này anh giao dịch với anh trai của em đúng là lời to rồi. Cái gì cơ? Anh quen anh Nam á? Anh trai của em quan tâm em lắm đấy, nên là muốn anh quan tâm đặc biệt cho em. Tên khốn nạn, anh đừng có qua đây nhá. Này, cô ấy lại làm sao? Lần trước em gặp anh trai của chị ấy, lần mà chị ấy ngã không phải là do vô tình, là do anh ta sắp đặt hết. Hãy dụ con bé đến nhà tên Dương, kẻ thù của Long ấy. Chẳng phải vì cô cho nên hai thằng đó mới ghét nhau hay sao? Hãy để tên Dương xử lý em gái tôi một trận. Với tính cách của em gái tôi thì nó chỉ có nhục nhã và tự kết liễu chính mình. Tôi đã trao đổi với tên Dương rồi, việc còn lại là nhờ cô thôi. San, em có sao không? May mà em mang trách nhiệm theo người nên là không sao. Hắn ta đang ngất ở bên trong rồi. Từ San, anh xin lỗi vì đã đến muộn. Bây giờ thì anh đến rồi, mình về thôi. Tất cả mọi chuyện này anh sẽ cùng em giải quyết. Còn tên Dương ấy, anh sẽ gọi công an đến để bắt hắn ta. Tường Sang, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cô. May quá cô không sao. Nếu như cô có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ ân hận cả đời mất. Mày, cuối cùng tao tìm được mày rồi. Thằng hèn á. Mày, tao tưởng là mày bị bắt rồi cơ mà. Sao mày ra được? Lúc thuê tao thì mày hứa bảo đảm sẽ không để cho tao vào tù. Thế mà gặp một chút chuyện mày bỏ rơi tao. Mày, mày nghĩ tao ở trong tù tao không trốn ra được để tao tìm mày à? Em đừng lo lắng quá. Trước kia vì em tin tên Nam nên mới phải làm tới cùng như vậy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vạch trần hắn trước mặt cổ đông. Anh sẽ ở bên cạnh em. Mọi người sẽ tin em chứ? Anh có đầy đủ bằng chứng rồi. Việc chúng ta cần làm ấy là lấy lại công ty trước, rồi sau đó kể với bố em cũng được, để cho bố em yên tâm đi du lịch đã. Bọn chúng đó là tự diệt nhau. Lần này để anh gọi công an đến lôi cổ bọn chúng đi. Nhưng mà mày có giúp được gì tao đâu mà tao phải giúp mày. Bỏ ra! Chó này, mày tao đấm chết mày. Dừng lại! Yêu cầu hai anh về đâu giải quyết? Cuối cùng thì mày đã về. Tao muốn mày đi luôn nhưng mà khó quá. Từ bây giờ tôi sẽ không coi anh là người thân của tôi nữa. Anh chính thức trở thành người xa lạ với tôi. Và đặc biệt là anh sẽ phải trả giá cho mọi lầm lỗi của mình. Mày tưởng tao muốn là người thân của mày à? Tao và mày chẳng có quan hệ đích gì cả. Tao chỉ cần tiền của nhà mày thôi. Tao sẽ còn quay lại. Đi thôi, đi thôi. Có lẽ anh sẽ phải vào tù đấy. Họ đã tố cáo anh tội trốn thuế. Bằng chứng rất rõ ràng. Cái gì? Anh nói lại xem nào. Đi. Bỏ ra. Alo, sao cơ? Họ muốn mua lại cả vườn táo nhà mình á? Cậu đã làm việc kỹ với người ta chưa đấy? Cẩn thận lại thương lái người chung, họ lại ép giá cả mình như lần trước thì sao? Chưa tìm hiểu kỹ thì đừng mà đồng ý, nghe chưa? Chẳng nhẽ người muốn mua là em mà anh cũng không bán à?
Tại vì công ty của em đang muốn phát triển một dự án bánh mới mà nguyên liệu lại là táo nên là em mới muốn mua đấy. Em mà muốn ăn táo ấy thì em chỉ cần bảo với anh là được. Việc gì em phải mua cả vườn táo làm gì? Như thế là anh sẽ miễn phí cho em à? Sớm muộn gì em sẽ trở thành bà chủ nông trại của anh thôi. Anh sẽ bảo cô giúp việc, dọn dẹp phòng cho em ở. Đồ đạc đây rồi, lát anh cất cho. Em ra kia nghỉ ngơi đi. Này, cô vẫn trơ trẽn, đòi đến đây để ở cùng với anh trai tôi đấy à? Linh, em ăn nói với chị dâu cẩn thận đấy. Sau này ấy, anh sẽ có trách nhiệm với vợ anh và con của anh nữa. Thế cho nên anh đưa cô ấy về nhà chẳng có gì sai cả. Chị dâu cái gì mà chị dâu? Anh là chủ của cả một cái doanh nghiệp. Vậy mà toàn làm mấy cái chuyện không đâu ấy. Cô ta bảo là anh ngủ với cô ta có thai, thế mà anh cũng tin được à? Biết đâu cô ta ngủ với người khác thì sao? Người nào mà chả làm cho cô ta có thai được cơ chứ? Đây ấy chỉ là mấy cái trò lừa bịp âm mưu của cô ta, cái con quỷ cái ấy nó nghĩ ra để moi tiền của anh thôi. Đấy, đấy thật sự là con của anh Long ạ. Bởi vì đấy cũng là lần đầu tiên của tôi. Thật ra là tôi cũng không muốn anh Long phải chịu trách nhiệm gì cả. Chẳng qua tôi không muốn hai bố con họ bị chia cắt mà thôi. Cô thôi đi, đừng có mà trưng cái bộ mặt giả tạo ấy ra mà lừa tôi. Cái người nhà quê như cô ấy không xứng đáng để bước chân vào nhà của tôi đâu. Để tôi nói cho cô biết nhá, mẹ của tôi ấy đến nhìn mặt cô còn không muốn nhìn nữa là. Thế nên ấy bà ấy chỉ có thể gọi điện thoại nói được chuyện thôi. Linh, anh bỏ ra. Alo mẹ à, con gặp được rồi, nhìn thấy bộ mặt quỷ cái của con nhỏ ấy rồi. Bảo sao bộ mặt thảo mai như thế anh Long nhà mình chả mê. Để con bật loa ngoài cho mẹ nói chuyện nhá. Long à, mẹ chỉ nói một lần này nữa thôi, nhà này không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu vác bụng bầu trước cưới như nó. Kể cả đứa cháu nhà mẹ cũng không cần. Nếu con vẫn cố chấp đưa cô ta về làm vợ thì coi như không có bố mẹ, không có cái nhà này. Cô nghe thấy gì chưa? Đây, cái này ấy coi như là số tiền nhà tôi cho cô để giữ lại một chút mặt mũi của cô đấy. Cầm lấy rồi biến đi. Thật sự tôi cũng không cần có số tiền này đâu. Anh Long, em không cần anh phải chịu trách nhiệm về đứa con. Đây là con của em sẽ nuôi dạy cho nó thật là tốt. Linh, anh sẽ nói chuyện với bố mẹ sau. Còn bây giờ em đi về đi, đây là nhà riêng của anh. Còn Tường San và cái thai trong bụng Tường San, sau này dù có như nào anh sẽ có trách nhiệm với Tường San và con của anh nữa. Thế cho nên anh sẽ làm đến cùng. Giờ đi về đi. Anh vì cô ta mà làm bố mẹ làm em buồn như thế ạ. Đi về đi. San này, em đừng suy nghĩ những gì con bé nói nhé. Nhất định anh sẽ không để hai mẹ con em chịu thiệt thòi đâu. Tin anh đi. Không sao đâu. Dù sao chuyện hôm đấy cũng là ngoài ý muốn. Bây giờ cả hai chúng ta cũng là người lớn cả rồi, không có ai cần phải chịu trách nhiệm cho ai hết. Nên là em có thể tự mình lo được. Được rồi, được rồi. Bây giờ đi vào phòng nghỉ đi. Từ nhân viên kế toán lên làm bà chủ, đúng là chỉ cần lên giường với sếp là đủ nhỉ? Nhưng mà nhục nhã lắm, gớm nữa. Về nhà ấy, người ta có coi ra cái gì đâu. Em về làm việc đi. Nhớ là đừng làm gì mệt quá đấy nhá. Bà chủ có bầu không ở nhà đi, lại đi làm gì? Tôi mà như cô ấy thì tôi ở nhà yên phận làm nội trợ cho nó nhàn, chứ đến đây để người ta bàn ra tiếng vào mệt mỏi lắm. Anh tránh ra đi, đến giờ tôi phải đi làm việc rồi. Anh làm trò gì đấy? Anh đừng để cho người khác hiểu nhầm nhá. Sao? Ngày xưa cô yêu tôi thì cô sợ người này người kia biết. Bây giờ cô vớ được sếp to rồi thì cô ầm ầm lên, sợ cả thiên hạ này không biết là cô yêu sếp à? Tôi thấy cô đúng là một kẻ giả mạo hám tiền.
Tôi nói cho anh biết, tôi chia tay anh không phải vì anh nghèo hay là vì anh bất tài. Chẳng qua tôi chia tay anh bởi vì anh đúng là một tên cặn bã, không đáng làm đàn ông mà thôi. Tôi nói cho cô biết, nếu như bây giờ tôi nói cho cả công ty này biết được rằng sếp Long chính là người phải nhặt lại người con gái mà ngày xưa tôi từng yêu, lúc ấy cô sẽ thế nào nhỉ? Chỉ bằng cô giúp tôi được thăng chức đi. Nếu như cô làm được thì tôi hứa với cô sẽ khóa chặt cái miệng của mình lại. Anh cứ nói đi. Tại vì bản thân của tôi không làm gì sai trái cả, nên là tôi cũng không sợ để cho người khác biết đâu. Chẳng qua là tôi cảm thấy phí thời gian khi mà mình đã yêu phải một tên dở hơi như anh đấy. Em có mệt lắm không? Nếu mệt quá ấy, thì cứ để đấy đi. Rồi chúng mình gọi đồ ăn bên ngoài về cũng được. Bình thường thì anh không ăn tối ở nhà đâu. Thế cho nên là cô giúp việc về cũng sớm. Từ mai ấy, anh sẽ bảo cô ấy chịu khó lại muộn một chút nhá. Thôi không sao đâu ạ. Mấy cái đồ ăn như thế này thì cứ để em nấu. Dù sao nấu ăn một chút cũng giống như là gia đình hơn mà. Anh ngồi xuống ăn cơm đi. Thôi được rồi. Vậy thì để từ mai ấy, anh dặn cô giúp việc. Em muốn ăn gì? Ăn thịt bò hay là hải sản? À, thôi không cần đâu. Anh cứ bảo chị ý mua đồ như bình thường là được. Tại vì em không ăn được thịt bò, còn hải sản ấy thì em bị dị ứng. Chết, anh quên mất. Lần trước em có nói, thế mà anh không nhớ. Ái chà chà, đúng là đóng vai vợ hiền giỏi quá nhở. Em đến mà không biết chào hỏi ai. Linh đến chơi đấy à? Thì em gái đến đây để ăn nhờ một bữa cơm. Không lẽ anh chị tiếc em gái một bữa cơm đấy à? Ngồi ăn trong yên lặng là được. Đừng có gây sự đấy. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười ghê. Chồng cô ấy không khác gì người ở cả. Đúng là đũa mốc tròi lên được mâm son. Khập khiễng thật đấy. Anh ăn cơm đi ạ. Linh ăn cơm ngon nhá. Em ăn nhiều mà, còn có sức nữa. Khiếp, kinh chết đi được ấy. Cứ làm như thế, làm sao mà người ta ăn ngon được. Mà tôi cũng chả hiểu bố mẹ cô dạy cô kiểu gì mà để cô hành xử như thế. Chả có tí phép tắc gì cả. Không ăn thì đứng dậy đi về. Mà cũng phải thôi, bố mẹ như thế nào thì dạy con thành như thế. Chắc là bố mẹ cô bây giờ phải hối hận lắm, bởi vì dạy ra một đứa con mất hết liêm sỉ như cô, vì tiền ấy mà có thể làm tất cả mọi chuyện. Linh này, cô có thể nói cái gì với tôi cũng được, nhưng mà làm ơn cô đừng có nhắc đến bố mẹ của tôi như thế. Thứ nhất là không nên, và thứ hai là cô cũng không có đủ tư cách đâu. Thế không chịu được cô đi về nhà đi. Về nhà bảo bố mẹ cô dạy lại cô ấy. Thôi đủ rồi đấy. Các người gây chuyện với nhau mãi không thấy mệt à? Tôi chỉ đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đàn ông thôi. Ngày nào tôi phải ngồi giữa hai người, các người biết tôi mệt mỏi như nào không? Có ai bắt anh phải làm như thế đâu. Anh có thể chọn một trong hai mà. Một là gia đình mình, hai là con quỷ cái kia. Đáp án như thế nào, anh phải là người hiểu rõ nhất chứ. Em thà tự một mình nuôi đứa bé còn hơn là sống trong cái sự chỉ trích của gia đình anh như thế này. Đã bao giờ anh nghĩ cho thể diện của em chưa? Hay là lúc nào anh cũng chỉ suy nghĩ đến bản thân của anh thôi? Anh làm như thế để cho mọi người cảm giác là anh bao dung, anh cao thượng đúng không? Nếu mà anh muốn ban phát sự thương hại như vậy thì em cũng không có cần đâu. Em đang nóng, em không biết mình đang nói gì đâu. Em biết là anh làm như thế là để cho mọi người cảm thấy anh bao dung và cao thượng. Nhưng mà anh đã bao giờ thử một lần hỏi đến cảm giác của em chưa? Anh bắt em phải đến công ty, anh ép em đến đây. Nhưng mà anh cũng chưa bao giờ hỏi qua cảm giác của em là như thế nào cả. Những gì mà anh làm chỉ là đáp ứng yêu cầu thỏa mãn của anh thôi. Anh thật sự là một thằng ích kỷ nhỏ mọn. Chạy ra. Tường San, muộn rồi em còn định đi đâu? Tường San. Mới nói được có vài câu thôi mà đã chạy về nhà mẹ rồi. Tốt nhất là em nên rời đi trước khi em hết kiên nhẫn.
thật là mình đang không biết cảm xúc của ấy là gì. À, hello. Sao em cứ tránh mặt anh mãi thế nhở? Ồ, em khóc à? Đúng là làm vợ tài phiệt chẳng dễ dàng gì nhỉ? Hắn ta lại làm đau em à? Đấy. À, tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà thử thách sự kiên nhẫn của tôi nhá. Anh nói cho em biết, em cũng được lắm, nhưng anh sẽ không bỏ qua cho em đâu. Cả cuộc đời này em đã dính đến anh rồi, thì em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu, em hiểu chưa? Anh! À. Tùng San! Tùng San ơi! Được, tôi sẽ ra gặp nó để nói rõ ràng mọi chuyện. Không được, đệ, tôi nói cho anh biết, nếu mà bây giờ anh ra đấy gặp thì người thiệt ý cũng chỉ là anh mà thôi. Chắc chắn người đầu tiên bị đổi việc đấy là anh. Còn tôi ý, tôi cũng chẳng có bị làm sao đâu. Cứ đợi đấy. San, cho dù sau này em có giận như thế nào ấy, em cũng đừng ra ngoài muộn như bây giờ. Mà anh thấy có người vừa đi qua, là ai vậy? À, chỉ là mấy cái tên quấy rối ở ngoài đường thôi. May mà anh đến kịp nên là hắn ta cũng đi rồi đấy. À, mà em có làm sao không? Lần sau em có giận gì, lên phòng mà đập đồ đạc. San này, anh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Đúng là do anh ích kỷ thật, nhưng anh quan tâm em là thật lòng. Sau này anh sẽ thay đổi, anh sẽ trở thành một người bố tốt, anh sẽ là một người chồng tốt. Cho anh một cơ hội nhé. Anh bị sao đấy? Chắc là thay đổi thời tiết, anh bị dị ứng. Thôi chết, dị ứng cũng phải kiêng với gió đấy. Hay là bây giờ mình về nhà đi, xong rồi em sẽ xoa thuốc cho anh nhé. Đi. Cẩn thận. Anh đừng có gãi. Anh mà cứ gãi như thế này là lát nữa nó sẽ rớt hết ra đấy. Bây giờ bôi thuốc vào, một lúc nữa nó sẽ dịu đi thôi. San này, anh muốn sau này hai chúng ta ấy sẽ hạnh phúc vì tình cảm, chứ không phải là vì trách nhiệm ràng buộc. Thế cho nên là bọn mình cố gắng ở bên cạnh nhau nhé. Cảm ơn em. Này, ông nhắm làm ở team tôi ấy thì cố mà theo kịp đồng đội đi. Còn nếu không ấy, sang team khác mà làm. Bọn tôi thời gian đâu mới đi giải quyết cái đống đần độn này của ông. Vớ vẩn. Mẹ kiếp. Mày cũng chỉ là thằng nhân viên quèn thôi. Dám lên mặt bố mày. Cách mà để người ta không lợi dụng ấy là tỏ ra vô dụng. Nhưng mà tôi đang không biết là anh vô dụng thật hay là giả vờ vô dụng để đỡ mang họa vào thân nữa. Cô là ai? Biết cái gì mà lên tiếng? À, tôi biết rồi. Anh đúng là một tên đần thật. Thế nên ấy, bạn gái của anh mới bỏ anh. Dù sao thì làm vợ của giám đốc cũng tốt hơn là làm người yêu của một tên đần mà. Cái con ranh này, tao không ngại cho mày một phát vả vì mày là con gái đâu. Có giỏi ấy, thì anh đánh thử xem. Liệu đánh tôi xong, anh có được thăng quan tiến chức không? Với cả em gái của giám đốc, anh cũng dám động tay à? Cô muốn làm cái gì? Còn muốn làm cái gì nữa? Người yêu cũ của anh hiện giờ đang là chị dâu của tôi. Điểm chung như thế mà anh vẫn không biết phải làm gì à? À, thế là cô chị dâu không được lòng em chồng đấy mà. Cho nên đến lúc cần phải đuổi đi rồi đúng không? Anh làm cái gì tôi không cần biết. Nhưng mà chỉ cần anh đuổi được cô ta đi, cách xa cô ta với anh trai của tôi ấy, vậy thì tiền lương của anh hay là cái chức của anh sẽ bay cao vù vù đấy. Còn nếu không thành công ấy, hậu quả tôi đoán là anh cũng tự biết. Được thôi, cô yên tâm. Tôi sẽ có cách khiến con danh đó biết thế nào là lễ độ.
Giờ nghỉ trưa có một tiếng mà em ăn uống thế này đây à? Ăn uống như vậy thì làm sao mà lớn được? Sao lại đến đây? Anh không đến đây thì làm sao mà anh biết được em ăn uống như thế này? Thôi, anh đi về phòng đi, em sợ người khác nhìn thấy lắm. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Nếu như em không thích anh đến đây thì cũng không sao. Nhưng mà em phải ăn uống cho đầy đủ vào, không được bỏ thừa như thế. Mà mấy cái đồ ăn bổ anh bỏ túi cho em đâu rồi? Em biết rồi, mà thôi anh về phòng của anh trước đi. Em sợ là mọi người đi ăn chưa về, xong rồi ai thấy thì chết đấy. Thôi được rồi, nhưng mà từ ngày mai ấy, em phải vào phòng anh để ăn trưa đấy nhá. Có như thế anh mới giám sát em được. Cũng được ạ. Nói là phải giữ lấy lời đấy, nếu không ấy là anh cho em nghỉ thai sản luôn đấy nhá, biết chưa? Anh ấy đã thật sự thay đổi rồi. Sao tự dưng em đến công ty anh làm gì? Đây không phải là cái chỗ em gây sự linh tinh đâu. Em đến đây không phải để gây sự. Em đến đây là để giúp anh tìm ra sự thật đấy. Anh Nam! Anh Nam! Anh Nam ơi! Này, anh đang ở đâu đấy? Mau ra đây nói chuyện với tôi nhanh lên, để tôi còn đi xuống nữa. Đau đấy. Ôi, đừng có giả vờ nữa. Sao? Anh có chuyện gì thì anh nói nhanh lên để tôi còn về làm việc. Ôn lại chuyện cũ một chút thôi mà. Ấy, kìa, em làm sao đấy? Em mang bầu cho nên nóng tính quá à? Tôi chỉ muốn nhờ em một chút việc thôi. Thì em biết rồi đấy, công ty đang vào đợt cắt giảm nhân sự, mà tôi thì lại là trong danh sách đó. Em xem thế nào, có cách nào giúp tôi được không? Chứ tuổi của tôi bây giờ đi tìm việc thì cũng khó lắm. Anh đang muốn nhờ tôi à? Nhưng mà hình như là anh có gì đấy hiểu nhầm rồi. Bản thân của tôi chỉ là một nhân viên kế toán quèn thôi, làm sao mà tôi có thể một tay che được trời cơ chứ? Anh định gọi tôi đến đây để đe dọa rồi nhờ tôi việc đấy á? Như vậy thì chắc là tôi cũng phải khiến anh thất vọng rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ đi nói với anh Long, và tôi sẽ trực tiếp nói với anh ấy là chúng ta đã từng có một mối quan hệ qua lại với cả nhau. Tôi cũng tin là anh ấy đủ thông minh để biết và không bao giờ tin một kẻ lắm lời và điên khùng như anh. Em chỉ cần nói với anh ta một câu thôi thì tôi sẽ được ở lại làm. Việc gì mà em lại phải đi bóc ra cái mối quan hệ giữa tôi và em mà bao nhiêu năm qua em đã muốn giấu giếm như thế? Anh nghĩ là tôi ngu à? Anh đe dọa được tôi lần một thì chắc chắn là sẽ có lần hai. Anh đâu thể nào mà dễ dàng buông tha cho tôi như thế được. Chẳng qua là tôi không muốn nói ra để cho mọi người biết tôi đã từng dại dột mà yêu một kẻ dở hơi như anh đấy. Từ xa, anh biết là em vẫn còn tình cảm với anh, nhưng mà anh không thể làm như thế được. Anh không thể nào biến em thành con người tệ bạc mà ở bên cạnh em như thế được. Em đừng làm khó anh. Anh xin em đấy, anh không thể nào ngoại tình với em được. Tưởng San, anh này, xin em. Anh bị điên đấy à? Kìa, Tưởng San, bỏ anh ra đi. Anh Long, đúng là không thể ngờ em... được các người lại dám làm chuyện đấy ở đây. Không phải đâu anh Long, mọi chuyện không phải như vậy, anh đừng có hiểu nhầm. Dạ, giám đốc ơi, thật sự là mặc dù cô Tưởng San đã cố tình dụ dỗ tôi rồi, thế nhưng mà giám đốc yên tâm, tôi vẫn khuyên can cô ấy không được phép cắm sừng giám đốc nữa. Anh thôi đi, anh đừng có trơ trẽ như thế chứ. Anh Long, anh hãy nghe em giải thích đã. Là do hắn ta cố tình dụ dỗ em lên đây. Đúng là ngày trước bọn em có một mối quan hệ với nhau, nhưng mà chuyện đấy đã kết thúc với nhau cũng từ rất lâu rồi. Thật sự là em không muốn làm gì có lỗi với anh hết. Mong là anh hãy hiểu cho em. Thôi được rồi, chuyện này tôi sẽ từ từ giải quyết. Còn anh Nam, dạ, ngày hôm nay chắc chắn anh sẽ phải nghỉ việc. Có phải anh đang trong danh sách cắt giảm nhân sự đúng không? Ui dồi, giám đốc ơi, tôi có làm gì sai đâu ạ. Giám đốc ơi, xin giám đốc đừng đuổi việc tôi ạ. Chúng ta đi về nhà rồi nói chuyện. Cả em nữa, mau đi về nhà. Vậy mà tôi cứ tưởng anh có con bài nào đấy cao tay, hóa ra cũng chỉ là đồ bất tài thôi. Này, cô bảo là cô sẽ giữ việc cho tôi cơ mà. Bây giờ mọi chuyện thế này thì việc tôi biết làm thế nào? Nhưng mà anh có làm được việc đâu. Mau dọn đồ đạc rồi cút xéo khỏi đây đi.
Vô dụng. Anh nghe em nói đây này, thật sự mối quan hệ giữa em với hắn ta đã kết thúc với nhau từ lâu rồi. Em không hiểu tại sao hôm nay hắn ta lại trở mặt rồi lại muốn đóng kịch hãm hại em. Rõ ràng là hắn ta đang muốn chia rẽ em với cả anh đấy. Cô đúng là cũng bị người khác hay hại quá. Đóng vai nạn nhân suốt nhở. Được rồi, câu chuyện ngày hôm nay chắc chắn là có uẩn khúc. Anh không muốn nói thẳng ra, nhưng em biết đúng không Linh? Không lẽ tự nhiên em lại đến công ty như vậy à? Thì đúng là em có biết. Bởi vì lần trước em có bắt gặp cô ta đi cùng với hắn ta. Hơn nữa còn vào lúc trời tối. Em có chụp ảnh đây này. Như này là sao? Ngày hôm đó anh hỏi là em nói chuyện với ai thì em lại giấu giếm anh. Nếu như em không có gì mờ ám ấy, tại vì sao em không thẳng thắn nói với anh? Vậy là anh thật sự không tin tưởng em đúng không? Đúng là ngay từ đầu em đã che giấu anh, bởi vì em sợ anh sẽ hiểu nhầm. Nhưng mà sau khi ở với anh một thời gian và tiếp xúc với anh một thời gian đủ dài rồi thì em cũng có suy nghĩ khác. Em nghĩ anh là một người chín chắn và có thể suy nghĩ được thấu đáo tất cả mọi chuyện, nên là em cũng sẽ không ngần ngại để chia sẻ với anh bất kỳ điều gì cả. Nhưng mà đến giờ phút này anh lại không muốn tin tưởng em nữa. Nhưng mà anh thử suy nghĩ lại đi, hắn ta thì có cái gì để mà em phải luyến tiếc rồi bỏ anh cơ chứ? Tất cả những gì mà anh suy nghĩ đều dựa trên những gì mà anh chứng kiến. Thế cho nên là anh chỉ có thể dựa vào đó để mà suy xét thôi. Thôi được rồi, nếu mà anh đã không đủ tin tưởng em như vậy thì chúng ta cũng nên chấm dứt đi Long ạ. Chúng ta cũng không nên cố chấp như vậy để làm gì nữa. Bởi vì cho dù chúng ta có kết hôn đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ chỉ là sự chia ly thôi. Em đừng có giận dỗi trẻ con nữa được không? Em nói thật đây, chúng ta nên kết thúc đi. Bởi vì cho dù chúng ta có ở bên cạnh nhau thêm một thời gian nữa thì cuối cùng chúng ta cũng chỉ có thể kết thúc trong một cái sự căng thẳng hơn mà thôi. Tại vì sao? Tại vì đến cái sự tin tưởng tối thiểu nhất anh dành cho em ấy cũng không có cơ mà. Thôi được rồi, là do anh hiểu lầm. Đáng lẽ ra anh không nên như vậy. Nhưng mà còn em nữa, em đừng có hơi một tí là em muốn chấm dứt mọi thứ. Thời gian vừa qua ấy, cả anh và em đều đã cố gắng nỗ lực như thế nào. Bây giờ mà chấm dứt, chẳng phải tất cả mọi nỗ lực đổ xuống sông xuống biển à? Cô làm trò đủ chưa? Muốn đi ấy, thì cứ đi, nhà tôi càng mừng. Anh tôi ấy, với cả gia đình tôi không cần một đứa con dâu lẳng lơ như cô. Im ngay! Em nói sai à? Em ghét cô ta. Vì cô ta ấy, mà gia đình mình với cả anh mới căng thẳng với em như thế. Không có cô ta, có phải là cả cái nhà này yên ổn thôi không? Đúng là loại con gái lăng nhăng. Tốt nhất ấy là cô cút đi. Cô đi đi. Cô là như thế nào với người trong ảnh này? Đấy là mẹ của tôi. Cô thấy quen à? Có phải thận của bà ấy vẫn đang còn hoạt động trong người của cô mà đúng không? Vậy hóa ra em là người nhà của bác ấy à? Vậy tại sao khi gia đình anh tìm em để cảm ơn, em lại không phản hồi lại? Mẹ của tôi chỉ muốn làm một chút chuyện ý nghĩa trong cuộc đời bình đạm của bà mà thôi. Bà bảo bà muốn làm như vậy để cho bà có thể ra đi được thanh thản hơn, chứ không phải là bà cần lời cảm ơn hay là cảm giác cao thượng khi mà cứu được ai đấy. Anh không có ý đó. Nhưng chuyện này ấy, khi chúng ta ở với nhau, em có thể kể với anh mà. Tôi kể với anh. Tôi kể với anh xong ấy, để cho gia đình của anh cảm thấy có lỗi, rồi họ sẽ chấp thuận cho tôi với anh ở với nhau à? Tôi chỉ nghĩ là sau khi mà cô ấy có thể sống lại, cô ấy sẽ có một cuộc sống khác, tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Chứ không phải là như bây giờ. Cô ấy quá là khác. Cô ấy lúc nào cũng coi thường người khác và quá là thủ đoạn. Tôi thật lòng xin lỗi. Tại tôi không biết cô là con của bác ấy. Hơn nữa, lúc trước tôi có đi tìm nhà, có đi tìm thông tin địa chỉ, nhưng mà
chỉ nghe nói là bác ấy đã chuyển đi nơi khác. Bệnh viện cũng không hề cho tôi biết thêm bất cứ thông tin gì của bác ấy nữa. Nên là tôi... Cho dù là ai đi chăng nữa thì các người cũng không nên đối xử với họ như vậy đâu. Chị San, em thật lòng xin lỗi mà. Anh Long ơi, cái này là em sai. Là do em, là em bày mưu với tên Nam. Chứ chị ấy hoàn toàn không có lỗi gì cả. Thực San, em đừng đi. Dù sao ấy, chúng ta vẫn còn có con. Con của anh và em không thể nào sống thiếu bố thiếu mẹ được. Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Thời gian sắp tới, tôi muốn được ở một mình. Tôi nghĩ là cả hai chúng ta cũng cần thêm thời gian để mà suy xét đấy. Thực San, em vừa tự đi khám về à? Anh xin lỗi, hôm nay anh bận họp quá, thế cho nên là anh không đưa em đi khám được. Mà tại sao ấy, em không để tài xế riêng của anh đưa đi? Tôi tự đi được. Chắc là bây giờ con lớn lắm rồi phải không? À đúng rồi, anh có mua cho em. Anh nhớ là em rất thích mùi tinh dầu bưởi, thế cho nên là anh đã đặt một người tự làm ra cái này. Với cả ấy, trong này toàn thành phần an toàn thôi, rất yên tâm cho bà bầu. Anh lại làm gì không đúng rồi à? Không có. Cảm ơn anh. Tất cả đều đúng. Dù sao anh cũng không cần phải vất vả như vậy đâu. Kìa em, bảo vệ em ấy, đó là điều nghiêm túc mà anh muốn làm cho cuộc đời này. Nên mọi thứ đều đáng. Đáng lẽ ra anh nên quan tâm em từ lâu. Em biết gì không? Anh đã nói chuyện với bố mẹ. Và mẹ rất muốn gặp em đấy. Cả Linh và anh ấy biết là em không muốn kể chuyện em đã cho mẹ hiến thận, thế cho nên là bà vẫn chưa biết gì đâu. Em có thể về gặp mẹ anh được không? Mẹ anh muốn gặp em ấy là do anh thuyết phục bà ấy đấy. Thế cho nên là em đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Đừng chịu khổ một mình nữa nhé. Anh thương em lắm. Anh muốn dùng cả tình cảm lẫn cả trách nhiệm để bảo vệ em và con. Cho anh một cơ hội đi. Nhưng mà bây giờ nếu có về nhà, em cũng không biết phải đối diện với mẹ như thế nào cả. Em đừng lo. Mọi chuyện ấy đã có anh lo rồi. Việc em cần làm là bên cạnh anh thôi. Trời đất ơi, lỡ uống nhiều quá. Bây giờ mà được ngủ luôn một giấc thì thích. Đã làm phiền cô, nhưng bây giờ tôi đã bị người ta truy đuổi. Này, truy đuổi á? Chẳng nhẽ là anh bị cảnh sát truy đuổi à? Này, tôi là tôi không muốn trở thành đồng phạm của anh đâu nhá. Anh mau đi ra khỏi nhà của tôi đi, nhanh lên. Này, anh có bị làm sao không? Mau tỉnh dậy đi, ok ạ. Sao mặt của hắn ta lại đỏ như này nhở? Chẳng nhẽ là sốt rồi sao? Rượu hôm nay mạnh thế cơ à? Tự dưng lại được trai đẹp ôm thế này. Chết rồi,
đêm qua mình với anh ta phải làm sao bây giờ nhở? Có ai ở nhà không? Ai đây ạ? Cửa không khóa đâu ạ, vào đi ạ. Cho hỏi anh là ai, anh có chuyện gì thế ạ? Tôi vào đây là có việc muốn nhờ cô. Không biết là cô có biết người này không? Tên anh ấy là Minh Long. Tôi không biết. Thế nếu như mà cô gặp anh ta ở đâu ấy thì có thể gọi cho tôi. 1 tỷ tiền mặt sẽ thuộc về cô ngay lập tức. Thật sự ạ? Khoan đã. Anh cho tôi hỏi, anh với anh ta có mối quan hệ gì? Tại sao anh lại phải đi tìm anh ta ạ? Mối quan hệ của tôi với cả anh ta là mối thù liên quan đến mạng người. Thôi, tôi nói đùa với cô vậy thôi. Nếu mà cô thấy anh ta ấy thì gọi cho tôi ngay nhá. Minh Long, anh mau dậy đi, có chuyện gấp đấy. Cái tên này nhanh lên. Xin lỗi em nhé, đêm qua tôi bị bỏ thuốc. Bọn giang hồ vừa mới đến tìm anh nữa đây, rồi hắn ta cho tôi xem bức ảnh của anh nữa. Cảm ơn em, tôi biết người đó là ai rồi. Xin lỗi em nhiều nhé. Từ nay về sau ấy, cho dù có như nào, tôi sẽ dùng cả đời của mình để bảo vệ em. Đây là thông tin về địa chỉ của tôi. Nếu như em cần gì, cứ gọi tôi đến, tôi sẽ có mặt ngay. Vâng, tôi hiểu rồi. Chết rồi, mình bị làm sao thế này? Chẳng nhẽ là hôm qua mình ăn nhầm cái gì sao? Alo, Phương à, mày đi làm về chưa? Chiều nay nếu mà tiện đường thì mày mua hộ tao. Anh ơi, sắp tới nơi chưa ạ? Tôi có hơi buồn nôn một chút. Đây đây, tới nơi rồi cô ạ. Minh Long! Thế mà anh bảo là...
Này, cô đang làm cái gì đấy? Em xin lỗi nhá. Giờ em có vấn đề. Em bị chật chân ạ. Tưởng sao hôm nay hẹn mình ra đây mãi mà không thấy người đâu. Điện thoại thì cũng không nghe. Bác Tài, cho tôi đến bệnh viện đi. Thế cô không gặp bạn trai cô à? Lúc nãy tôi còn thấy cô vui vẻ lắm khi mà đến gặp bạn trai cơ mà. Vâng, nhưng mà anh ấy... Bạn trai có người khác hả? Nhưng mà đứa bé ở trong bụng thì vô tội. Cô xem bệnh án của mình đi. Thật ra là kể cả tôi có đọc, tôi cũng sẽ không hiểu. Bác sĩ có thể nào giải thích hộ tôi được không ạ? Nôm na nó là như thế này. Cô bị hẹp tử cung. Nếu như mà cô không giữ thì sau này sẽ rất khó để mà có lại. Đều là máu mủ ruột thịt của mình. Người muốn có thì lại không được. Còn người có thì lại không biết đường trân trọng. Tôi xin lỗi. Đứa bé đã ở cùng với cô 3 tháng. Vâng, điều này tôi cũng biết. 3 tháng không phải là thời gian quá ngắn. Giữa cô và đứa bé đã tạo nên một sự liên kết vô hình. Rồi sau này khi mà cô được ăn đứa bé ở trên tay, lúc đấy cô sẽ cảm thấy là tất cả những công sức bản thân mình bỏ ra từ trước đến nay là hoàn toàn xứng đáng. Dù bố của đứa bé không còn cần nó nữa, nhưng mà dù sao thì đứa bé cũng đã xuất hiện ở trên đời này. Tôi nghĩ là tôi sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Tôi muốn giữ lại đứa bé. Thế là được rồi. Tôi là một bác sĩ, cho nên là tôi chỉ cần nhìn thấy một sinh mệnh bình an ra đời, như thế là tôi thấy vui rồi. Thôi được rồi, thế thì quyết định vậy nhá. Có gì khó khăn thì cứ liên hệ với tôi. Tôi sẽ hỗ trợ cho hai mẹ con hết mức. Con à, thời gian này của mẹ con mình sẽ hơi khó khăn, nhưng mà chúng ta cùng nhau cố gắng nhá. Cố lên con. Anh Long, tôi xin anh, hãy tha cho tôi, tha cho Vivu ạ. Đừng có mơ. Những việc gì anh đã làm với tôi 5 năm trước ấy, anh mất hết trí nhớ rồi. Đừng mà. Tìm ngay cho tao đứa nào nó giúp được Long 5 năm trước. Tao có chuyện cần nói với nó đấy. Một bà mẹ bỉm sữa có quán cà phê này để mà lấy tiền nuôi con thôi ạ. Mọi người đừng có phá nó. Thế à? Thế sao lần trước mày lại nói dối tao? Tôi không biết gì hết. Tôi không có quen anh ta. Tôi không có liên hệ với anh ta đâu. Các người đừng có tìm tôi nữa. Tao là cái thằng ấy mà 5 năm trước tao hỏi mày về tung tích của thằng Long, nhưng mà mày lại giấu nó đi. Để rồi đến bây giờ ấy, nó quay trở lại phá nát cái công ty của tao ra. Vừa ý mày chưa? Hả?
Tôi không biết, tôi không có quen anh ta. Làm ơn các người đừng có làm phiền tôi nữa. Tao có nhiều thời gian lắm. Tao sẽ làm cho mày nhớ ra từ từ nhá. Tự sát. Anh xin lỗi. Anh về nước được một tháng nay rồi, nhưng mà anh bận một chút việc, bây giờ mới đi tìm em được. Người ta muốn thì người ta sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lý do. Thực ra em bỏ đi như vậy là sao? Có phải là em đang giận anh bởi vì bây giờ mới về à? Anh xin lỗi mà. Anh bỏ tôi ra đi. Thực ra bây giờ em đang làm chủ quán cà phê nè. Đúng vậy, nhờ phước của anh mà cả một tháng nay quán của tôi không có khách đấy. Bây giờ thấy anh đi được chưa? Đừng có làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Tường San, nghe anh nói đã. Em phải bình tĩnh nghe anh giải thích được không? Đừng giận anh nữa. Anh đi đi, đừng có bao giờ làm phiền tôi nữa. Tường San. Dạ. Sao cơ ạ? Con gái của em bị làm sao cơ ạ? Chẳng nhẽ không có cách nào em có thể huyền tùy cho nó sao? Em là mẹ của con bé mà. Nhưng mà tùy của hai mẹ con không hề tương thích với nhau. Vậy bây giờ còn cách nào không ạ? Có. Bây giờ lại có hai cách. Một là chờ người đến hiến tùy, nhưng mà xác suất tương thích là rất thấp. Còn hai là nhờ người ở trong gia đình có chung huyết thống như là bố hoặc là anh chị em. Chỉ có hai cách như vậy. Vâng, em hiểu rồi ạ. À, chào cô. Cô ơi, cô cho tôi hỏi một chút được không ạ? Cô muốn hỏi gì? À, tôi muốn hỏi là không biết có cách nào tôi có thể gặp chủ tịch ở đây được không ạ? Chủ tịch bây giờ bận lắm. Nếu mà cô muốn gặp thì cô phải hẹn trước. Nhưng mà lịch sắp tới của chủ tịch cũng kín khoảng 3 tháng rồi. Trời đất ơi, nếu mà lâu như vậy thì con của tôi làm sao mà chịu được cơ chứ? Con của cô thì liên quan gì đến chủ tịch? À, tôi có chuyện gì thì cô cứ nói với tôi. Tại vì tôi là người thân cận nhất với chủ tịch. Nếu mà cô nói với tôi ấy, thì cái thông tin sẽ nhanh hơn là cô đứng ở đây. Dạ, vậy thì phiền chị. Chị có thể nào đưa cái tờ giấy này cho chủ tịch được không ạ? Tôi xem được không? Không được. Cái gì? Quan hệ huyết thống cha con á? Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi là vợ sắp cưới của anh Long. Cô tránh xa anh Long ra, đừng có làm phiền đến chồng tôi nữa. Nhưng mà con của tôi. Cút đi. Bà Linh ơi, bê giúp tôi cái này. Dạ, đúng ạ. Cô đang làm cái gì mà cứ lùi hai lùi hùi thế? Dạ, không ạ. À đấy, tôi bảo này, cô nhớ tìm hiểu tình hình của Tường San dạo gần đây như thế nào nhá. Vâng ạ. Em bên cạnh anh tận 5 năm, anh cũng không thèm quan tâm em. Vậy thì lấy cái cớ gì để mà cô ta được hưởng cái đặc quyền đấy chứ? Tường San này, sao cô lại chọn làm phục vụ ở quán bar? Ở đây phức tạp lắm đấy. Tại vì tôi thiếu tiền, tôi còn phải nuôi con nhỏ nữa. Sao cơ? Cô trẻ như thế mà đã có gia đình rồi á? Ừ. Mà thôi, tôi đi trước đây, cũng ra luôn nhá. Tôi cũng ra ngay đây. À, tôi quên mất không dặn cô. Làm việc ở đây ấy sẽ không tránh khỏi những lúc bị làm phiền. Cho nên là cô hãy cố gắng tìm cách giải quyết khéo léo để tránh bị phiền phức nhá. Cảm ơn cô.
Chủ tịch Long, hôm nay anh dùng gì ạ? Cho tôi như mọi khi nhé. Vâng ạ. Tường Sam. Dạ. Ngăn kéo thứ 3, hàng thứ 8 từ bên trái sang, mang cho chủ tịch Long. Dạ vâng ạ. Trong nhà có bị dột đâu mà cô lại đội mũ. Cởi mũ ra đi. Chúc quý khách. Tường Sam, tại sao em lại làm việc ở đây? Đây là việc riêng của tôi, mong anh thông cảm. Tường Sam, cho tôi mượn cô ấy một lát, có phiền anh không? Chủ tịch Long cứ thoải mái nói chuyện với em ấy ạ. Em ngồi xuống đây đi. Cả tháng nay em đi đâu, mãi không tìm được em đấy. Tôi bận một chút việc thôi. Vậy quán cà phê của em cũng đóng cửa luôn rồi à? Tại vì chi phí mất bằng quá cao nên là tôi phải chuyển đi. Tại sao em không nói với tôi? Tôi là chủ tịch của một doanh nghiệp lớn, tôi có thể giúp được em mà. Tôi với anh chưa thân thiết với nhau đến mức đấy đâu. Dù sao thì bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc, tôi xin phép đi trước đây. Tôi vẫn chưa nói xong mà, Tường San. Đứa bé này, đứa bé trong màn hình là ai? Đứa bé này chỉ là hình trên mạng thôi. Tôi cảm thấy đáng yêu nên là lưu nó về, không có ý gì cả. Em nói rồi, rõ ràng đứa bé này có mắt có mũi giống anh. Tường San, có phải 5 năm trước chúng ta đang thèm muốn có con đến phát điên rồi ạ? Tôi đã giải thích với anh như thế rồi, tại sao anh vẫn không chịu hiểu chứ? Anh xin lỗi vì đã để em tức. Thực sự 5 năm qua không ngày nào anh không nghĩ đến em cả. Anh luôn luôn cố gắng để hai chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em hãy để cho anh chăm sóc em nhé. Chủ tịch, đêm qua anh tới quán bar đúng không ạ? Trời đất ơi, anh xem cái này đi. Có người chụp ảnh anh đang ôm cô nhân viên quán bar đấy ạ. Chỉ vì cô đi học cùng tôi, thế cho nên là mọi người nghĩ tôi và cô là một đôi. Còn Tường San là kẻ trên chân vào tình yêu của người khác. Có phải như thế không? Nhưng mà vâng, với lại em cũng không biết là ai lại làm ra cái chuyện này anh ạ. Cô cầm lấy cái này, đi xử lý dự án này đi. Giờ tôi phải đi gặp Tường San đã. Vâng ạ. Tường San à, mày không biết nghĩ cho bản thân thì phải nghĩ cho con mày chứ. Để tao xem mẹ con mày đấu sao lại được tao. Ta biết ngay là thằng Long và con Tường San vẫn gian dìu với nhau mà. Chúng mày đâu? Đến lúc hồi phục công ty Vivu rồi. Mau đi bắt con Tường San về đây cho tao. Nhanh. Thả tôi ra, cứu tôi ơi.
Cao, thả cô ấy ra. Lâu lắm không gặp Chủ tịch Long, dạo này anh khỏe chứ? Anh thả Tường Sa ra đi. Tất cả mọi yêu cầu của anh, tôi sẽ đáp ứng. Đây là cái thái độ cầu xin của anh đấy à, hả Chủ tịch Long? Hợp đồng nhượng lại Vi Vu, tôi đã ký vào đây cho anh rồi. Chỉ cần anh ký vào, mọi thứ sẽ trở nên hiệu lực. Alo, thả Tường Sa về nhà cô ấy đi nhá. Cảm ơn Chủ tịch Long nhiều nhá. Tường Sa, em có sao không? Em có bị thương ở đâu không? May quá em không bị làm sao. Minh Long, anh đã có vị hôn thê của mình rồi. Anh đừng có tiếp xúc thân mật với tôi quá. Hôn thê? Hôn thê nào cơ? Em nhầm với ai à? Chính Bảo Linh đã nói với tôi như vậy đây. Tại sao em không trực tiếp hỏi tôi mà lại em lại nghe Bảo Linh? Tôi nói với em này, Bảo Linh là thư ký của tôi. Ngoài ra ấy, chúng tôi không quan hệ gì cả, chỉ có công việc thôi. Vậy sao? Vậy thì anh để cho bọn chúng thả tôi ra, có phải là anh đã phải đánh đổi một điều gì không? Em đang lo cho anh đấy à? Tôi sợ phải mắc nợ anh thôi. Không sao đâu, em yên tâm đi. Tôi đã trả lại Vi Vu cho tên Cao rồi. Tại sao anh lại làm như thế? Công ty rỗng thôi. Từ lúc anh mua về, anh đã biết hắn nó mắc phải sai lầm trong kinh doanh. Thế cho nên là giờ đây hắn ta sẽ phải trả giá đấy. Đấy, vừa nhắc xong hắn ta gọi đây. Nếu như anh gọi điện cho tôi ý, chỉ để xin tha thứ, tốt nhất đừng làm mất thời gian của tôi và anh nữa. Chủ tịch Long làm ơn ra cao đánh khẽ. Tôi sẽ cho anh biết sự thật. 5 năm trước ai sẽ tôi bỏ thuốc anh. Tường Sa, em đừng giận anh nữa nhá. Tất cả mọi thứ là do anh. Chỉ là vì anh không có mắt nhìn người, thế cho nên là anh mới tuyển Bảo Linh làm thư ký của anh. Anh sai rồi. Không chỉ thế đâu, con của chúng ta xuyên gặp nguy hiểm chỉ vì cô ta đấy. Con của chúng ta bị làm sao? Bác sĩ bảo là nó cần phải hiến tủy gấp. Minh Long, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mau đi thôi. Được rồi, bây giờ mình đi đã. Còn Bảo Linh, tuần sau anh sẽ xử lý cô ta sau. Nhà nghèo mà cũng đòi trèo cao, đòi yêu Chủ tịch Long cơ à? Nếu mà cô tới đây để xúc phạm tôi thì mời cô đi cho. Trong đây có 1 tỷ. Cô và đứa con đáng ghét của cô rời xa chúng tôi, càng xa càng tốt. Hôm qua tôi đã tới và gặp Chủ tịch Long rồi. Anh ấy bảo là mối quan hệ giữa cô và anh ấy không có gì cả. Cô đừng có mà lừa tôi nữa. Cái con mặt dày này, tao nói như thế mày còn cãi à hả? Chủ tịch, sao anh lại ở đây ạ? Nếu như tôi không ở đây, làm sao tôi có thể biết bộ mặt thật của cô? Sao chủ tịch lại nói như vậy ạ? Em có làm gì đâu ạ? Cô đừng có giả vờ nữa. Chúng tôi đã biết được chuyện 5 năm trước. Cô cấu kết với chủ tịch công ty Vi Vu, anh Nam để mà chuốc thuốc Long rồi đấy. Mặc dù tôi có thích anh Long là thật, nhưng mà tôi không bao giờ làm những chuyện như thế. Cô không cần phải chối nữa đâu. Hôm qua đã gửi toàn bộ bằng chứng cho chúng tôi xem rồi. Cô nhìn đi.
Cô, Chủ tịch ơi, tôi... Cô thôi đi. Cô không cần thiết phải xin tha thứ từ bọn tôi đâu. Cô có biết chính vì cô mà đã khiến cho tôi lỡ dở cả một đời không hả? Cả con của tôi nữa, gia đình của chúng tôi không được đoàn tụ và hạnh phúc. Cô có biết nỗi khổ đấy nó day dứt như thế nào không? Chúng tôi không thể nào mà tha thứ cho loại người như cô được. Chỉ đơn giản bởi vì cô không xứng đáng. Tường San, em chờ anh với. Tường San, nhiều năm qua ấy, anh đã để em phải chịu thiệt thòi rồi. Hãy cho anh một cơ hội nhé. Anh muốn cho con chúng ta có một gia đình. Và anh muốn em có một bờ vai để dựa vào mỗi khi em mệt mỏi. Anh biết không? Lúc đầu em đã rất là căm hận anh. Tại vì em nghĩ là chính anh đã khiến cho mẹ con em phải khổ. Nhưng mà sau khi biết được tất cả mọi chuyện, em nghĩ là chúng ta nên thông cảm cho nhau. Như thế thì bọn mình mới có thể sống hạnh phúc bên nhau được. Cảm ơn em đã hiểu cho anh nhé. Không ngờ là lại có một ngày tôi được ngồi đây mà nói chuyện, cũng như là bàn về chuyện tương lai với tiểu thư Tường San. Tính tôi thì đơn giản lắm, chỉ cần tiểu thư thích gì tôi đều có thể chiều được hết, miễn sao tiểu thư cảm thấy thoải mái. Thế anh không sợ là mọi người sẽ bảo anh là một người không có chính kiến, chỉ biết định vợ thôi à? Đối với tôi thì chính kiến chỉ có thể dùng ở trong các mối quan hệ xã hội cũng như là việc làm ăn, còn để giữ mối quan hệ trong gia đình thì định vợ hay là làm con rối tôi đều sẵn sàng. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh tôi đã cảm thấy là không an toàn rồi. Bởi vì một người khéo ăn khéo nói chắc chắn là xung quanh có rất nhiều thị phi, đúng không? Tiểu thư đoán sai rồi, tôi vụng lắm. Vì thấy tiểu thư quá thân thiết cho nên là tôi mới có thể nói... Tôi xin lỗi. Bà già này, bà la lên kiểu gì đấy hả? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi lau cho... Bà bị điên đấy à? Sẽ dùng khăn lau bàn lau quần tôi. Đợi một tí tôi vào tôi lấy khăn giấy ạ. Bác có sao không ạ? Bác không sao. Tiểu thư mặc kệ bà ra đi. Bà ra kiếm chuyện thì sao ạ? Bác ơi, hay là bác cứ đi vào trong làm tiếp công việc của bác đi ạ. Tại vì cháu có chuyện riêng muốn nói với anh ấy. Nhưng mà... Bà chưa nghe gì à? Biến đi! Đạo đức của anh quá là kém đi. Cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc tại đây thôi. Sao tiểu thư lại muốn dừng ạ? Không phải là tự nhiên mà muốn dừng. Bác ấy đã đáng tuổi mẹ của anh rồi, thế mà anh lại đối xử với bác ấy như vậy sao? Anh nói chuyện kiểu đấy à? Tất cả là do bà ta. Bà ta tự làm tự chịu. Tôi chẳng làm gì bà ta cả, chỉ có nói vài câu thôi. Tiểu thư mặc kệ bà ta đi ạ. Anh không hề tôn trọng người lớn. Anh đừng có nghĩ anh chửi họ như thế là thể hiện là oai. Những gì mà anh vừa làm ý chỉ khiến cho tôi thấy là anh là một con người thô lỗ và cũng không biết suy nghĩ nữa. Tiểu thư bình tĩnh, chúng ta ngồi xuống rồi có thể nói chuyện được không ạ? Chẳng có chúng ta nào đây cả. Tôi sẽ không muốn nói chuyện với anh nữa. Ngày hôm nay tôi tới đây cũng chỉ vì tôi nể mặt anh trai của tôi để mà tới xem mắt với cả anh. Ngoài ra thì cũng nể tình chị em của anh đã làm việc cho công ty của chúng tôi bao nhiêu năm vừa rồi. Thật ra tôi cũng không có tình cảm gì với anh hết. Tôi xin phép, tôi đi trước đây. Định làm già với tao à? Tưởng nó thích mày chắc. Alo. Có mà không biết trân trọng. Ra cô gái kia mà là con dâu mình thì phải tốt biết mấy không? Anh bảo hai đứa này, cầm lấy số tiền này đi, đi mua cơm mà ăn cho đỡ đói. Rồi sau đấy tìm cái việc gì tử tế mà làm.
đừng có mà suốt ngày lông bông đi cướp đi giật nữa. Anh xin chúng mày đấy. Dạ vâng ạ. Thế em nghe lời anh. Em cảm ơn anh ạ. Em đi anh nhá. Trời đất ơi, em đã bảo với anh rồi, em với các anh ta không có hợp nhau đâu, nên là anh đừng có mà gán ghép nữa. Sao lại không hợp? Hai đứa đã gặp nhau nói chuyện chưa? Em đã gặp rồi, nói chung ý là từ ngoại hình cho tới tính cách chẳng ra đâu với ở đâu cả. Chuyện hôn nhân của em, tốt nhất là anh hãy để cho em tự quyết đi. Em có biết là năm nay em bao nhiêu tuổi rồi không? Thì cái này là chuyện hôn nhân cả đời, em phải tìm được người mình thương chứ, đâu phải là cứ muốn có là được đâu. Thế thì cho anh thời gian cụ thể đi. Trời đất ơi, đây là tìm người yêu chứ có phải là cái gì đâu. Mà anh cứ nói như là mua bán ngoài hàng ấy. Sao này, cái gì cũng có cái giá của nó. Anh có phải là anh trai của em không đấy? Anh vô lý vừa thôi chứ. Một là dẫn người yêu về nhà, còn hai là đi xem mắt, em chọn đi. Chọn cái gì mà chọn cơ chứ? Cô ơi, cô đánh cái xe này ra chỗ khác giúp tôi với. Cô đỗ ở đây thì chắn hết quán trà đá của tôi rồi còn đâu. Biết rồi. Em nói cho anh biết nhá, cho dù là em có ế đến mức nào đi chăng nữa thì nhất định em cũng không bao giờ đi xem mắt đâu. Thôi nào em yêu, tắt máy đi, ổn quá. Alo anh ơi, thôi vợ chồng em đang bận một chút việc nhá anh nhá. Vậy em tắt máy đây. Anh, anh không ngờ em lại phóng túng như thế đấy. Mau dẫn chúng ta về gặp anh, ngay. Ờ không, không phải đâu anh ơi, alo alo, anh không phải. Tên điên này. Ê, cái tên vô lý kia, ai cho phép anh xem vào câu chuyện của tôi cơ chứ? Bây giờ cô nhìn đi, xe của cô đỗ trước cửa quán trà đá của tôi như thế này ấy, thì tôi có buôn bán cái gì nữa hả? Cái việc mà anh không buôn bán được và cái việc mà anh tự ý xem vào câu chuyện của tôi ấy, hai việc đấy hoàn toàn khác nhau cơ mà. Có liên quan giống nhau đấy. Cô đỗ xe đây càng lâu ấy, thì quán của tôi càng thiệt hại nhiều. Thế cho nên là cô lùi xe lại đi. Cái tên vô lý này. Không phải lỗi tại tôi nhé. Cái tên nhân đúng lại đấy. Chuyện thế nào rồi, cậu ổn không? Không ổn lắm chị ạ. Lại xem mắt thất bại á? Tao chán mày ghê, có mỗi cái chuyện tán gái thì cũng không làm được nữa. Thì tại cô ta cảnh cao cảnh thấp với em. Em cũng nói đủ lời mật ngọt rồi, nhưng cô ta vẫn không ưng. Đã vậy còn... Còn làm sao? Cô ta còn nói thẳng, cô ta đồng ý tới xem mắt là vì chị em mình từng cống hiến cho công ty nhà cô ta. Và vì anh trai của cô ta nên cô ta mới đồng ý tới xem mắt ạ. Nó nói hay mày tự nói vậy? Em bịa chị làm gì? Em thấy cái này không ổn đâu, chị nghĩ cách khác đi. Không ổn thì cũng phải cố. Tương lai của hai chị em mình ấy dựa hết vào cái danh xưng em dế của mày đấy. Thôi tao về công ty đây, chủ tịch gọi tao rồi. Mày liệu mà lo đi. Để em đưa chị về. Cô uống đi, coi như đây là lời xin lỗi của tôi. Bởi vì tôi đã xem vào chuyện của cô. Coi như á, đúng là đồ thần kinh. Này, tôi là tôi chỉ nói linh tinh thôi, chứ tôi không phải là đồ thần kinh. Nó không ngon, đổi ly khác đi. Đổi. Này, cô tính chơi tôi đấy à? Chơi cái gì cơ chứ? Bây giờ ấy, tôi là khách, còn anh là người phục vụ thôi. Bây giờ tôi nói như thế nào thì anh phải nghe chứ, làm sao? Cô... Rõ ràng nước không ngon người ta phản hồi đấy còn gì nữa. Mà thôi, bây giờ tôi thấy là hơi buồn mồm, cho tôi cái gì ăn đi. Đồ ăn thì không có, chỉ có kẹo lạc và hướng dương thôi.
Cho tôi cả hai. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, anh cứ từ từ mà tận hưởng. Để tôi có kẹo này mới. À. Cảm ơn nha. Ây à, ôi ôi, đau bụng quá, ôi chết rồi. Tự nhiên cái bụng của tôi nó đau đấy nhở. Ôi, từ lúc uống cái cốc nước này xong ấy là bụng của tôi đau kinh khủng luôn. Ôi, chết rồi, hình như là nước thiêu. Này, anh bán nước gì đấy? Nước cống đây à? Này, cô đang làm gì đấy? Cô giở trò gì đấy hả? À, ôi, chết rồi, anh định làm trò gì đấy? Anh hành hung tôi đấy à? Ôi, anh ơi, anh cứu tôi ơi. Này, anh định làm cái gì đấy? Ờ, anh ơi, anh đừng nghe cô ta nói, cô ta lừa đấy, cô ta giở trò đấy anh ơi. Vớ vẩn, này nhá, anh ta lại còn định dùng tiền để mà mua chuộc tôi, để tôi không phản hồi về cái thứ nước dơ bẩn này đấy. Ôi dồi ôi, đúng rồi. Này này này, cậu đã bán nước bẩn thỉu rồi còn định bịt miệng người tốt à hả? Theo tôi lên phường. Ờ anh ơi, không phải đâu, cô ta định giở trò lừa em đấy anh ơi. Ờ, này, cô chuẩn đi đâu đấy? Đứng lại. Ờ, anh ơi, anh phải nghe em giải thích đã chứ anh ơi. Chủ tịch có em về có chuyện gì không ạ? Cũng không có chuyện gì đâu. Chỉ là chuyện Cái San và cậu Kim thôi. À, dạ vâng ạ. Thì tôi cũng vừa gọi điện cho Cái San rồi. Tính con bé thì cô biết rồi đấy, ương bướng lắm. Vừa sợ chuyện rơi chung nó. À, chuyện đấy thì anh cứ từ từ đi. Chuyện tụi nhỏ mà, dần dần sẽ có tình cảm thôi. Tụi nó mà đến được với nhau thì tốt quá rồi. Nhưng mà hiện tại Cái San có người yêu rồi. Tin này tôi cũng vừa biết thôi. Hình như chúng nó còn sống thử với nhau nữa. À, chuyện này thì hơi khó nhỉ. Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ giới thiệu đối tượng khác cho cậu Kim, đảm bảo gia đình cô sẽ hài lòng. Gia đình em dễ lắm, không có nhu cầu gì đâu ạ. Thế thì thống nhất như thế nhá. Ngại quá, cô thông cảm cho tôi nhá. Có gì đâu anh, chuyện của tụi nhỏ mà. Mình khuyên chúng nó được tí gì thì hay tí đấy thôi à. Mà thôi, không có chuyện gì nữa thì em ra nhá. Anh đang giận em à? Em có người yêu rồi, lại còn sống thử nữa. Đã thế là còn lừa anh. Em làm anh quá thất vọng đấy. Dạ không phải đâu, chẳng qua là do anh ta đang muốn trêu anh thôi. Trêu cái gì? Anh muốn gặp cậu ta. Nhưng mà thật sự giữa em với anh ta không có gì cả. Bọn em chỉ là người qua đường thôi mà. Người qua đường mà ngủ. Nói tóm lại, nếu như em không đem cậu ta về đây, anh sẽ đặt vé cho về Mỹ. Không được đâu. Bây giờ ở đây em còn biết bao nhiêu là dự định em chưa làm được. Với cả em cũng muốn ở đây để mà phụ giúp anh phát triển công ty này nữa. Về bên đấy vẫn thực hiện được mà. Không được. Rõ ràng anh cũng biết bố mẹ mình khó tính như thế nào mà. Bây giờ nếu mà em về đấy, kiểu gì bố mẹ cũng bắt em phải đi lấy chồng thôi. Thế thì em chọn đi. Một là về Mỹ, hai là dẫn cậu ta về đây. Tại sao lúc nào anh cũng bắt em như thế nhở? Em cảm thấy là em chẳng được tự do gì cả. Anh... Thôi được rồi. Nếu mà anh đã quyết định như vậy thì em sẽ dẫn cậu ta về nhà mình, được chưa? Hài lòng anh chưa? Làm sao bây giờ? Tất cả là tại cái tên chết tiệt đấy. Này, mày có thấy xe của tao đang đi tới không? Anh ơi, nhưng mà lỗi sai này có phải là do tôi đâu. Mày muốn chết à? Hả? Bỏ cái kiểu ở đây nhá. Anh này, tôi không muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng anh nhìn thử đi. Anh vượt quá đèn đỏ, đi quá tốc độ nữa. Trong xe tiếng bật nhạc ầm ĩ. Anh xuống đây thế mà anh nói chuyện như kiểu anh đang... Bỏ cái kiểu đấy đi. Mày thích làm tiền đúng không? Xin đi. Xin đi tao cho mày đấy. Anh nhìn tôi anh cũng thấy rồi đấy. Chân tay tôi lành lắm. Tôi tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình được.
Nếu như anh nhiều tiền quá rồi thì anh mang đi từ thiện đi, giúp ích cho người khác. Tao nhớ là hôm qua tao đã cho 9 thằng với Tây Thiên tỉnh kinh rồi đấy. Bây giờ còn thừa lại mày à? Có thật là như vậy không, hỏi trưởng phòng Kim? Đúng vậy ạ. À. Em đang định cho thằng này về Tây Thiên đoàn tụ với 9 thằng kia. Anh định giết người đấy à? Làm như vậy là anh định đi tù đấy. Chẳng nhẽ anh lại coi thường pháp luật như vậy sao? Tiểu thư đang đứng về phe ai vậy ạ? À? Tôi đứng về cái đúng, bảo vệ cái đúng thôi. Chắc gì nó là đúng à tiểu thư? Anh ấy chưa chắc đã đúng, nhưng mà còn anh thì hoàn toàn sai rồi đấy. Tôi nhìn thái độ, cử chỉ, cộng thêm những cái vết tích ở dưới đường như thế này thì tôi không biết là anh đang muốn làm trò gì đây. Tao có việc phải đi rồi. Tao nhớ chỗ này đấy. Tao sẽ còn thường xuyên qua lại đây để gặp mày. Em xin phép. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Là anh ép tôi nha. Có chuyện gì vậy chị? Có phải là kế hoạch tiếp theo đúng không ạ? Bỏ kế hoạch đó đi. Mày dựa vào danh sách này liên lạc với họ, thậm chí đe dọa họ, miễn sao họ phục tùng chúng ta là được. Ý chị là chị định lật đổ đế chế này là của chúng ta, công sức của chúng ta mà. Bao nhiêu cống hiến tại công ty, chị em mình làm sao làm mất trắng được. Chị nói phải. Bản thân em cũng chán ngấy cái việc phải nghe lời người khác rồi. Nếu như kế hoạch này thành công thì chị sẽ trở thành chủ tịch. Còn em sẽ xin nhẹ cái ghế của chị nhé. Đừng nói trước điều gì. Tại sao chị lại lo lắng thế nhở? Chẳng phải chúng ta muốn cái công ty đấy sao? Và đối tượng chỉ có 2 người. Ai nữa mà hai? Một là chủ tịch, hai là cái con bé đồng đảnh đấy ạ. Giúp tôi đi, tôi xin anh đấy. Tôi không có thói quen giúp kẻ thù. Tôi là kẻ thù của anh á, từ bao giờ đấy? Từ cái lúc mà cô lừa dối khách hàng của tôi ấy, rồi sau đấy cô phá quán của tôi nữa. Thì dù sao anh vẫn phải xem nguyên nhân sâu xa là từ đâu chứ. Thôi được rồi, lỗi là tại tôi, được chưa? Cô đi đi. Thôi được rồi, tôi xin lỗi anh bỏ qua cho tôi nhá, tôi xin lỗi mà. Này, anh quay lại đây xem nào. Cô bị hâm à? Tôi xinh mà đúng không? Lại còn dễ thương nữa, anh giúp tôi nhá. Không. Sao mà anh khó chịu thế? Tôi đã xuống nước như thế rồi mà anh chẳng... Tôi làm sao? Anh đẹp trai, chăm chỉ bán hàng, lại còn không nhỏ mọn nữa, giúp tôi nhá. Ý của tôi đã quyết rồi, không thay đổi được đâu. Ôi, trời, đầu tôi đau quá. Đau quá, giúp tôi à, cứu tôi với ạ. Này, cô đã bị đau thật hay đau đùa đấy? Tôi đau thật đấy. Anh mau ra xe của tôi, xong rồi lấy thuốc giúp tôi đi. Đau quá. Trời ơi, tôi có muốn ngôn tình trong cái khoảnh khắc này đâu. Đi. Ôi cái đầu của tôi. Thuốc ở đâu? Ở trong xe, anh mở cửa xe ra là thấy à? Đấy, anh đi vào hẳn trong ấy là anh thấy luôn á. Đúng rồi. Đấy, tốt nhất là anh cứ nên nghe lời tôi, xong rồi ngoan ngoãn về nhà đi. Mọi người ơi, quán hôm nay mới phí nhá. Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhá. Một phiếu ủng hộ của tôi thì cũng đơn giản thôi. Miễn sao... Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô thiệt thòi đâu. Với số lợi nhuận của công ty ấy, thì một năm cô tăng cấp 2, cấp 3 cơ. Nếu mà tôi giữ toàn quyền trong tay. Nhưng mà cô có chắc là cô sẽ thành công không? Với sự ủng hộ của cô và những cổ đông khác thì tôi tin chắc chắn.
sẽ thành công. Đúng là bản thân tôi hoặc là những cổ đông khác sẽ dễ dàng bỏ phiếu ủng hộ cho cô vì lợi nhuận, nhưng mà về phía đại cổ đông thì tôi không chắc. Đại cổ đông? Công ty mình có đại cổ đông từ bao giờ vậy? Có một đại cổ đông nắm 20% số cổ phiếu ở trong công ty mình, chỉ sau chủ tịch thôi. Nếu như mà tất cả những cổ đông khác đều bỏ phiếu cho cô, nhưng mà chỉ một mình đại cổ đông đấy ủng hộ chủ tịch, thì phần thắng cũng nghiêng về chủ tịch thôi. Chúng tôi không thể nào giúp đỡ cô được. Yên tâm đi, tôi sẽ đi thuyết phục người ta. Nhưng mà vị đại cổ đông đấy rất hiếm khi xuất hiện ở công ty. Thậm chí trong tất cả những buổi họp cổ đông, tôi vẫn chưa thấy anh ta bao giờ. Nên là việc thuyết phục anh ta phải dựa vào may mắn của cô rồi. Anh đi tìm hiểu đi. Dạ vâng ạ. Chúc hai người may mắn. Cô cứ chờ tin tức của tôi đi. Anh đi theo tôi nhanh lên. Này, cô bỏ ra, cô biết cô kéo người này là phạm pháp không hả? Phạm pháp cái gì cơ chứ? Làm gì có cái pháp luật nào mà lại trừng trị những người kẻ gọi là nam nữ về nhà nhau xem mắt cơ chứ? Nhưng mà tôi làm cái gì tôi phải đi xem mắt? Tại vì anh đã bôi nhọ danh dự với nhân phẩm của tôi. Bây giờ nhá, anh phải chịu trách nhiệm, anh phải chịu hậu quả chứ làm sao? Thôi thôi thôi, cô bỏ tôi ra đi, cô đừng kéo tôi nữa. À, được rồi, bây giờ anh không muốn kéo chứ gì? Này, cô cũng bị ngại đi ạ, cô bỏ ra mọi người nhìn kìa. Đừng ôm tôi, bỏ tôi ra. Này. Sang! Em làm gì đấy? Thật ra là em đang bắt anh ta phải vào trong nhà để mà giải thích với anh đấy. Cậu Long! Chủ tịch Dương! Ui giời ơi, quý hóa quá, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôi này? Anh là anh cứ nói thế. Chủ tịch Dương, nhà của anh ở đây sao? Nhà tôi đây đấy. Mấy lần tôi mời cậu đến nhà chơi mà có được đâu. Thôi, vào nhà nói chuyện á. Nhưng mà từ nãy giờ hai người cứ nói gì, sao em chẳng hiểu gì hết thế? Đúng rồi, mà chủ tịch Dương đây với cô ta là... À, đây em gái tôi. Hả? À thế, cậu Long đây là cái người bạn trai mà... Không. Tôi cô ấy không phải là... Ui dồi ôi, chúng ta lại càng thân nhau nữa rồi. Thôi, vào nhà uống nước nói chuyện nhá. Chủ tịch, nhưng mà tôi không phải bạn trai của em. Ui dồi ôi, bạn trai của em gái tôi cũng tốt mà. Tôi mong là cũng hết nữa là. Chuyện gì thế hả trời? Chị ơi, có nhầm không ạ? Tại sao cổ đông của công ty chúng ta lại ở một nơi như thế này ạ? Mày còn hỏi tao nữa à? Thông tin đó là mày điều tra đấy. Thì hồ sơ của công ty mình ghi như vậy, làm sao mày biết được ạ? Mày thử nghĩ đi. Một người thần bí giống anh ta, không muốn người ta biết tung tích của mình, huống chi là địa chỉ, nơi ở chứ. Thế thì chắc là chỗ này không phải. Thôi, chị em mình về đi, để em tính cách ạ. Không được, cái tính lập dị giống anh ta, không may đây là nơi ở đúng của anh ta hay sao? Ê, bà già, lại đây tôi hỏi chút chuyện. Ẻo, cái mùi gì mà hôi thế nhỉ? Bà tránh ra đi. Xin lỗi cô cậu, tôi vừa đi chợ về ạ. Lại là bà, đúng là cái đồ hãm tài xui xẻo. Ai vậy Kim? À, bà ta là tác nhân chính, làm ảnh hưởng đến việc xem mắt của em đấy. Bà là tác nhân à? Đúng ạ, em đang tính tìm mụ ta để giải quyết đấy ạ. Cậu định làm gì? Tôi phải trừng phạt bà. Trừng phạt kẻ đến không đúng thời điểm làm ảnh hưởng đến người khác. Thôi, không nên động tay động chân với người già đâu. Phải biết yêu thương người già chứ. Nhưng mà... Bà dám phá chuyện của tôi à? Các người bỏ tôi ra, tôi có làm gì sai đâu. Im. Bà có biết kế hoạch này tôi sắp xếp như thế nào lắm không hả? Này, các người định làm gì mẹ tôi đấy hả? Trùng hợp nhờ, mày cũng ở đây à? Ân oán giữa tôi và anh ấy, thì tôi và anh giải quyết. Đừng có động đến mẹ tôi. Mẹ của mày á? Nó là ai đấy? Là cái thằng gây sự với em. Và chắc là nó với con Tường San có mối quan hệ gì đấy ạ. À, đúng là hai mẹ con là thị phi mà. Thằng này chắc là cũng muốn trèo cao đấy. Trừ khử nó đi. Thằng này để em, chị xử lý mụ già kia đi. Này, có giỏi thì lại đây. Tôi nói cho các người biết, tôi không ngại kiện các người đâu. Tôi sẽ kiện các người vì tội hành hung người lớn tuổi và thích gây chuyện đấy. Mày có giỏi thì mày kiện đi. Tao lại sợ mày quá cơ đấy. Thôi, dừng lại đi. Đừng gây sự ở đây. Không may đây là nhà cổ đông thì sao? Đây chắc gì đã là nhà của cổ đông ạ. Hơn nữa,
mẹ con nhà nó. Mẹ con nhà nó còn ở đây lâu dài, mình thiếu gì lúc. Thôi rồi, tao cho mẹ con mày cơ hội sám hối. Đợi khi nào tao xong việc, lúc đấy tao sẽ cho mẹ con nhà mày biết thế nào là tầng lớp trên. Mình về thôi chị. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Mẹ có bị đau ở đâu không? Mẹ không sao. Chủ tịch, hai chị em cảm ơn chủ tịch vì trước đây đã cưu mang và giúp đỡ hai chị em khi hai chị em lập nghiệp ạ. Đúng là không biết xấu hổ. Hai chị em các người đối xử với ân nhân của mình như thế à? Anh muốn hai chị em tôi phải đối xử với hai người như thế nào? Chúng ta còn ngồi đây nói chuyện với nhau thì tôi nghĩ hai người cũng nên biết ơn chúng tôi đấy. Chờ chết, các người nghĩ là các người có thể lấy được công ty ở nhà tôi một cách dễ dàng như vậy sao? Với cái số cổ phần của hai chị em tôi ấy, và những người đang ủng hộ tôi ấy, thì tôi có thể đứng ra đối thắng cái chức chủ tịch của anh cô đấy. Tôi đúng là đánh giá thấp cô, nhưng mà không sao, mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát, đừng đắc ý quá sớm. Tôi biết sẽ có con bài giúp anh được, nhưng mà tôi đoán chắc một điều, anh ta sẽ không tới đâu. Các người đã làm gì cô ấy? Chắc chắn là trừ khử rồi. Anh hỏi dở hết chủ tịch. Xin chào mọi người. Xin lỗi mọi người rất nhiều vì tôi đã đến muộn. Cậu tới rồi à? Ngồi đi. Mày tới đây làm gì? Đây không cái lơi mày tới đâu, mày cút ra ngoài kia đi. Phải hai người này không chủ tịch? Vừa hay tôi có chuyện muốn nói với họ đây. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Bình Long, người đang nắm giữ 20% cổ phần công ty FBM. Và có thể nói cách khác, tôi chính là đại cổ đông của công ty này. Như vậy đã đủ điều kiện tôi ở đây chưa? Mày là đại cổ đông, sao có thể có chuyện như vậy được? Chào mừng anh tới công ty. Khỏi đi, những lời này tôi không muốn nghe nói từ cô. Tất cả những việc các người làm tôi đều nắm rõ cả rồi. Việc này tôi xin để chủ tịch xử lý. Chủ tịch, chúng tôi biết lỗi rồi. Chủ tịch tha lỗi cho chúng tôi. Mong chủ tịch giơ cao đánh khẽ ạ. Nếu như hôm nay tôi tha cho hai người thì không biết sau này công ty của tôi sẽ phải chịu bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu phiền phức từ kế hoạch của dã tâm của hai người nữa. Mày tới đây làm gì? Đây không có chỗ dành cho mày đâu. Mày biến ra ngoài kia đi. Tôi không cần. Và tôi sẽ không bao giờ tin vào lời thề thốt của hai người nữa. Từ giây phút này trở đi, hai người chính thức bị sa thải. Còn cổ phần các người nắm giữ, tôi sẽ thanh toán vào giá thị trường. Mời hai người rời khỏi đây. Sẽ chẳng có một cơ hội nào cho những kẻ dùng tiền và dùng quyền để lộng hành và khinh thường người khác như vậy cả. Các người nên cảm ơn chủ tịch vì chủ tịch đã cho các người một cơ hội cũng như là sĩ diện để rời khỏi đây này. Ngay lập tức thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Cảm ơn cậu đã tới chỗ giúp tôi. Chủ tịch đừng nói như vậy. Tôi chỉ là đang bảo vệ công ty thôi, cũng như là tôi bảo vệ nguồn thu nhập của tôi ấy mà. Tôi mong là cuộc họp cổ đông sắp tới cậu sẽ đến nhá. Còn bây giờ thì nhờ lại sân khấu cho hai người đấy. Sao cơ? Sân khấu là sao ạ? Anh Long này, tôi có một thắc mắc đấy. Cô nói đi. Tại sao anh đã giữ một số lượng cổ phần lớn của công ty gia đình tôi rồi, thế mà anh vẫn đi bán trà đá làm một công việc bình thường? Bởi vì tôi muốn tránh rắc rối, tránh những cái sự việc ở trên thương trường ấy. Ví dụ như sự việc vừa rồi công ty vậy. Tôi hiểu rồi. Vẫn còn một nguyên nhân nữa. Đấy chính là tôi muốn người thân của tôi, đặc biệt là gia đình của tôi, sống vui vẻ, không phải áp lực chạy theo đồng tiền là được. Tôi đã hiểu tại sao anh lại muốn đầu tư chứ không phải là làm chủ của một doanh nghiệp lớn đấy. Sắp tới đây tôi còn mở một thương hiệu trà đá nữa. Cậu muốn tham gia với tôi không? Thế á? Thật. Nhưng mà
Cô ấy bỏ con rồi mẹ ạ. Chắc là mẹ cố gắng đợi con năm sau nhé. Mẹ ơi, anh Long anh đang muốn chia tay với con ấy mẹ này. Mẹ ơi, không phải như thế đâu mẹ. Mẹ phải nghe lời con. Này, hôm nay cô phải theo tôi về nhà tôi giải thích đấy. Anh làm trò gì ấy? Mẹ, em làm gì em bảo tôi ra. Thôi bỏ tôi ra. Thôi được rồi, bỏ tôi xuống đi, anh làm trò gì đấy? Mẹ ơi, con dẫn bạn gái về nhà rồi ạ. Cái gì cơ? Ai là bạn gái của anh? Đừng có nhận vơ nhá. Cái thằng bội bạc này, yêu con nhà người ta hả mà lừa dối, chết với mẹ đấy. Không phải lỗi tại con đâu, tại cô bày trò này. Cháu, đúng là cháu rồi. Có phải cháu không chứ? Bác Hàm ở chỗ làm không? Dạ, cháu chào bác ạ. Bác là mẹ của anh Long ạ. Ôi, cảm ơn trời Phật. Cảm ơn ông đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Ngay từ đầu gặp con ấy, là bác đã muốn cho thằng Long ấy, nó yêu được một cô gái giống như con ấy. Dạ, cháu với cả anh Long. Mẹ, con và cô ấy chỉ là bạn thôi. Mẹ đừng làm cô ấy khó xử nhé mẹ nhá. Mẹ không đồng ý đâu nhá. Con á, phải theo đuổi bằng được cô gái này. Mẹ chấm 100 điểm luôn. Thôi được rồi, mẹ chuyện đấy cứ để nói sau đi. Thôi, mẹ con mình vào thư người nói chuyện đã. Vui vừa thôi, vui đủ rồi đấy. Tao cười đến đây làm gì? Tất nhiên là bọn tao tới đây để ép mày ký vào bản hợp đồng sang nhượng cổ phần của công ty. Các người đừng có mày làm càn nhá. Mày im ngay. Bây giờ bọn tao chẳng có gì để mất, cũng chẳng có gì để sợ. Không hồn thì the bọn tao, không thì đừng có trách nha. Có chuyện gì vậy Long? Bọn họ... Mẹ đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Tất cả các người, tôi cho các người một cơ hội để rời khỏi đây. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì cả. Tao mới là cho mày ân huệ ấy nha. Không hồn thì ký vào đây, chuyển cổ phần cho tao. Không thì đừng có trách tao. Cơ thể mày cũng chả còn cái chân tay để đi về đâu. Các người làm thử đi. Chúng mày đâu? Đánh nó cho tao, rồi ép nó ký vào bản hợp đồng. Hai thằng chúng mày, anh đã dặn như nào rồi? Tại sao vẫn theo người ta làm việc xấu? Em xin lỗi ạ, xin lỗi anh ạ. Tôi không giúp mấy người nữa đâu. Anh Long là nhân của tôi đấy. Chúng mày bị điên à? Tao bảo chúng mày tới đây để hành hung nó, không phải là tới đây để nhận ân nhân, mày hiểu chưa? Thả tao ra! Bỏ ra! Mày bị điên à, bỏ ra! Tất cả những chuyện này ấy, cơ quan chức năng sẽ giải quyết. Hay giải con họ đi cho anh. Anh ơi, bọn em chỉ làm trò chút thôi mà. Anh hiểu nhầm bọn em rồi. Hiểu nhầm hay không ấy, lên cơ quan chức năng giải quyết. Bây giờ con và San sẽ lên cơ quan chức năng để giải quyết việc này. Mẹ ở nhà đừng lo lắng nhá, bọn con sẽ về. Có thật là không có chuyện gì không? Nếu mà có chuyện gì, mẹ không sống nổi đâu. Dạ vâng, không sao đâu ạ. Bây giờ bọn cháu lên đấy sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Vậy cháu giải quyết công việc đi rồi về đây chơi gác nhá. Dạ vâng ạ. Anh Long này, có khi là bây giờ tôi phải thay đổi cách nhìn của tôi về anh đấy. Tôi cảm thấy anh là bên ngoài có một chút gì đấy lạnh lùng, nhưng bên trong nhiều khi cũng ấm áp ra phết. Có phải là cô nói như thế là bởi vì tôi vừa cho bọn họ một cơ hội sửa sai phải không? Đoán đúng ý rồi đấy, con trai cưng của ta. Nói mau, ai là con trai cưng của cô? Ai, trời ơi, đau quá. Cái đồ vũ phu này bỏ tôi ra. Rõ ràng vừa mới nói người ta là cái đồ ấm áp, bây giờ nó thành vũ phu rồi. Có khi là tôi phải thay đổi cái cách nhìn của tôi với anh thôi. Anh đúng là một cái đồ vũ phu. Đây, vào nhà tôi rồi là phải thành con dâu của mẹ tôi đấy nhá. Nhưng mà làm con dâu nhà tôi cũng tốt mà. Dù sao anh Dương thích điều đó, mà mẹ tôi cũng vậy. Người được lợi nhất rõ ràng là anh. Thế mà lại còn phải đặt lấy anh Dương với cả mẹ ra để mà làm bình phong nữa. Thế cô có đồng ý hay không? Cái gì cũng cần phải có quá trình chứ. Ok, quá trình thì quá trình. Nhưng mà tạm thời hôm nay cô vào đây làm dâu mẹ tôi luôn đi. Rồi hôm sau tôi sẽ về xin anh Dương cho tôi làm em rể của anh ấy. Ok chưa? Chưa.